Dừng tay. Ấy trời. Ngươi nhìn cho kỹ đi, đó là bản vàng đó. Đương nhiên ta biết, đó là bản vàng tuyển về lộ nguyên soái. Ta sẽ xuống là vì muốn tham gia tỷ võ. Ta thấy ngươi miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất dày là gì. Nhà ngươi mà cũng muốn làm nhị lộ nguyên soái. Khoan, hãy nói tới Trung Nguyên, chỉ nói kinh thành thôi đã có rất nhiều cao thủ, e rằng tư cách tham gia tỷ võ của ngươi cũng không có nữa. Có tư cách hay không, đánh thử sẽ biết ngay. Ngươi có biết La Thông chinh Bắc năm xưa hay không? Nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa gặp. Nhớ năm xưa khi La Thông đi chinh Bắc, đúng là không có kẻ địch nào. Ngươi cảm thấy võ công của ngài ấy thế nào? Võ công rất giỏi, nhưng mà bây giờ nhân tài rất nhiều, ngài ấy có thể vô địch nữa không thì khó mà nói. Lắm đó nha. Tỏ gác. Ê, tiểu tử nói câu này không sai chút nào. Ta chỉ nói thẳng mà thôi. Tên cậu là gì? Từ nơi nào tới? Tại hạ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Nếu cậu dám tới đây tỉ võ thì có lẽ cũng có chút bản lĩnh. Quốc gia hưng vong ai cũng có trách nhiệm, tại hạ chỉ muốn thử coi sao. Hay là gì, chúng ta ở chỗ này tỉ thí trước đi. Nếu cậu có thể đánh thắng được ta, cuộc tỉ thí ngày mai có lẽ cậu sẽ chiến thắng. Nếu cả ta mà cậu không thắng được thì mau chóng về nhà, đừng để cha mẹ cậu nhớ nhung nữa. Ê, cậu đừng sợ, ta không làm cậu bị thương đâu. Nhưng nếu ngày mai cậu ở trên võ đài thì sống chết chưa biết được đâu. Bình khí của hắn sao giống của Thiết đại ca vậy? Thứ cho dạng bố ra vô lễ. Người này lai lịch không rõ, võ công cao cường, tiếp tục đánh như vậy e rằng tướng quân sẽ bị thiệt thòi. Mà bảo thiếu gia tới đây đề phòng bất trắc. Dạ. Dừng lại. Hả? Là ba bà. Các vị đắc tội nhiều rồi. Võ công của cậu đúng là hiếm thấy, người có thể đấu lại cậu không có mấy người. Ta cảm thấy không bằng, không dám giấu gì, ta chính là La Thông. Tại hạ không biết La tướng quân đắc tội nhiều rồi. Có điều ta nghĩ hoài không hiểu điều này. Nếu ngươi tới đây tỷ võ đoạt sói, tại sao còn phải mai danh ẩn tính? Tỷ võ nói về bản lĩnh, không cần họ tên. Mong La tướng quân thông cảm. Tại hạ xin phép cáo từ trước, hôm khác gặp trên võ đài. Trình ba bá. La Thông, mau ngồi đi. Dạ. Có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy? Chuyện tỷ võ chọn soái sắp xếp thế nào rồi? Con thấy không cần phải tỉ võ nữa, con không hy vọng giành được nguyên soái. Ủa, sao lại nói vậy? Lúc nãy con đã gặp được kỳ nhân. Kỳ nhân à? Kỳ nhân thế nào? Về tuổi tác khoảng 18-19, về võ công, nếu không nói thiên hạ đệ nhất,
thì e rằng cũng xếp chung với đệ nhất. Trường An có kỳ nhân vậy sao? Không sai, võ công của người này đúng là trên đời hiếm có. Binh khí trong tay cậu ấy múa may điên cuồng, giống như là của Thiết đại ca con vậy. À, trời, cậu nói khoa trương quá rồi. Không có khoa trương đâu. Lúc nãy con giao đấu với cậu ta, con và 5-6 vị thế tử cùng đánh, chỉ đánh què với cậu ta thôi. Cái gì? Các người động thủ sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? À, con nói ngài nghe. Lúc đó mọi người đang đi tuần thành thì tâm trí mỗi người khác nhau, cho nên hiệu quả luyện được sẽ khác nhau. Quyển sách này đang điểm hóa tâm trí của con người. Võ công của bọn họ đều không tồi, chỉ là cần điểm hóa tâm trí mà thôi. Hiền Điệt à, người nào họ tới là gì vậy? Ôi trời, con thấy cũng lạ, cậu ta không chịu nói ra danh tính của mình. Phải rồi, ta ở Dân Mộng Sơn cũng có gặp một cao thủ thiếu niên, không lẽ là cùng một người sao? Ủa? Hiền Điệt, cậu đi tìm cậu ta tới đây, dẫn tới đây đi gặp ta. Dạ, trình ba bá. Ôi, khách quan, có người tìm cậu. Ôi, hình như không có. Ê, ai? Chàng trẻ trẻ. Ta tìm cậu rất lâu rồi. Là tướng quân, sao ngài lại tới đây? Trình lão thiên tuế kêu cậu tới phủ gặp ngài ấy. Tìm ta có chuyện gì? Đi rồi sẽ biết thôi. Đi. Trình ba bá. Ừ. Chàng thanh niên đó con dẫn tới rồi. Mau đưa hắn tới gặp ta. Trình ba bá. Chính là hắn. Ủa, ngươi chính là tiểu đạo sĩ ở Dân Mộng Sơn à? Chính là tại hạ. Đinh Sang, ca ca. Ê, mẹ, dị nương, Kim Liên. Sao mọi người lại tới đây vậy? Ta tới đây để thăm con đó. Khoan đã, khoan đã. Mọi người làm ta rối lên hết rồi, để ta nói. Cậu chính là tiểu đạo sĩ ở Dân Mộng Sơn. Dạ. Được. Ngân Hoàng, đây là con trai của con, Tiết Đinh Sang à? Phải. Là Thông, có nghĩa là kỳ nhân hôm qua cậu gặp được là cậu ấy. Không sai, là cậu ấy. Ồ, là cùng một người. Người này chính là con trai của Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang. Cuối cùng lão phu cũng hiểu rõ rồi. Hiền Điệt, cậu hiểu rõ chưa vậy? Con cũng hiểu rõ rồi. Đinh Sang à, còn không mau đi bái kiến Trình lão thiên tuế, Trình gia gia và La bá bá đi. Mau lên. Dặn bối Tiết Đinh Sang bái kiến Trình gia gia. Hôm đó ở Dân Mộng Sơn đắc tội với người, mong Trình gia gia tha tội. Dặn bối Tiết Đinh Sang bái kiến La bá bá. Hôm qua đắc tội với ngài, mong là ba bá thứ tội. Ê, Hiền Điệt, đứng lên. Nói như vậy là Thành Toại Dương được cứu rồi, Hoàng thượng được cứu rồi. Quốc gia có hy vọng rồi, lão phu không uổng công đi rồi. Trình ba bá. Dạng bối còn một chuyện muốn nói rõ. Trước khi con đi xuống núi, sư phụ dặn dò nhiều lần không được để lộ thân phận. Trước khi con đoạt soái, nhất định phải che giấu thân phận của mình, không để quan hệ quen biết xen vào. Nhưng bây giờ mẫu thân và dị nương đã tới chỗ này, con thực sự không thể nào che giấu được nữa.
làm trái ý sư phụ, con thấy hổ thẹn. Đinh Sang hiền điệt, không cần lo lắng. Nhị lộ nguyên soái chắc chắn thuộc về cậu. Cho dù nói rõ thân phận, cũng không thể nói là làm trái ý sư phụ. Theo lão phu thấy, không cần phải tỉ võ nữa. Võ công của Đinh Sang lão phu từng thấy rồi, La tướng quân cũng từng thấy rồi, không ai sánh bằng. Bây giờ ta sẽ đi bẩm báo với điện hạ, ngày mai phong nguyên soái liền. Được. Có thể thấy Tiết Đinh Sang đúng là võ công cai thế, không ai sánh bằng. Khẩn xin điện hạ ngày mai phong nguyên soái ngay. Nếu như Trình lão thiên tuế đã cho rằng như vậy, La Thông tướng quân cũng cho rằng như vậy, ta thấy ngày mai không cần tỉ võ nữa, phong nguyên soái ngay luôn. Mẫu hậu, người thấy sao? Không được. Trình lão thiên tuế, Tiết thế tử năm nay bao nhiêu tuổi? Bẩm hoàng hậu nương nương, 19 tuổi. Một đứa trẻ mới có 19 tuổi, không tỉ thí gì đã phong làm nguyên soái. Cho dù chúng ta phục, nhưng văn võ bá quan có thể phục sao? Cho dù họ không nói gì cả, thì chức nguyên soái hắn cũng không dễ làm. Như vậy đối với người khác và bản thân hắn đều bất lợi. Đúng là hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu toàn. Mẫu hậu nói đúng lắm. Vậy thì ngày mai cứ tỉ võ đi. Cũng không cần tỉ võ nữa. Ngày mai cứ tới điện thử đi, vừa thử võ vừa thử văn. Thần tuân chỉ. Khởi bẩm điện hạ, hoàng thượng Ngự Gia Thân Chinh bị nhốt trong thành Thoại Dương, chiêu soái cứu gia không thể chậm trễ. Dí thần đề cử một người có thể đảm nhận chức này, khẩn xin điện hạ điện thử phong soái, lập tức đi tới Tây Lương cứu nguy cho thành Thoại Dương. Vậy Trình lão thiên tuế định đề cử người nào? Con trai Tịnh Kiên Dương Tiết Nhân Quý, Tiết Đình Sang, từ nhỏ đã tập luyện cả văn và cả võ, lão thần đã kiểm tra nhiều lần, đúng là võ công cái thế không ai sánh bằng. Được, truyền Tiết thế tử đem binh khí vào điện. Truyền thế tử Tiết Đình Sang đem binh khí vào điện. Thảo dân Tiết Đinh Sang, hầu kiến thái tử điện hạ. Tiết thế tử bình thân. Tạ ơn thái tử điện hạ. Tiết thế tử, ngươi muốn làm nhị lộ quyền soái chinh tây cứu giá sao? Thảo dân là nam nhi ngũ thước, phải nhiệt tình báo quốc, sao có thể để cho bọn nghịch tặc làm lung lay giang sơn đại đường? Rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì đòi làm nhị lộ nguyên soái chứ? Từ nhỏ tiểu nhân học văn học võ với Dương Ngao lão tổ, thái tử điện hạ và chúng vị đại thần cứ kiểm tra tiểu nhân. Được, giờ có tứ đại cao thủ đại nội, nếu người đánh thắng họ thì được làm nguyên soái. Có điều võ công của họ ai cũng cao cường, nếu như ngươi gặp bất trắc không được trách ai cả. Ngươi xem còn muốn tỉ võ hay không? Cứ thử không sao. Bắt đầu đi. Dạ. Bắt đầu điện thử. Tiêu Hùng Kiếm thật lợi hại. Tại hạ xin bái phục. Quá khen. Đặt ba bằng hữu,
mau hiện thân đi. Xem ra Kim Trung Đồng Đinh của ngài đã luyện tới cảnh giới cao nhất rồi. Nhưng đừng có làm phiền tới Thái tử Điện Hạ và chúng chị đại thần ở đây. Không xong rồi, ta từng nghe nói Kim Trung Đồng Linh của Đạt Ma vô cùng lợi hại. Cho dù võ công cao cỡ nào, nếu trong vòng 20 chiêu không thể phá giải được thì sẽ hồn bay phách tán, bó tay chịu trói. Ngươi hạ tất phải như vậy chứ? Sao ngươi không cho ta chết đi? Kim Trung Đồng Linh ta luyện mấy chục năm, cả Trung Nguyên không ai địch nổi. Hôm nay bị ngươi phá giải, sao để ta làm gì có mặt mũi để gặp ai? Ngươi sai rồi. Ngươi thực sự cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Bây giờ ta phục rồi, ta không phải thiên hạ đệ nhất, ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Lại sai nữa rồi. Có cầu núi có núi cao hơn, người có người giỏi hơn, sẽ có người có võ công cao cường hơn chúng ta. Khâm phục, khâm phục. Coi như ta được mở mang tầm mắt, xem ra ta đã tự cao tự đại quá rồi. A-di-đà Phật. Ngươi lui xuống trước đi, có người tới đây nữa rồi. Thái tử, ta thấy không cần phải thử nữa đâu. Võ công của Tiết Thế Tử mọi người nhìn thấy rồi. Không lẽ Thái tử không nhận ra sao? Mẫu hậu nói rất có lý. Dừng việc tỉ võ, chuẩn bị thi văn. Dừng việc tỉ võ, chuẩn bị thi văn. Tuân chỉ. Tiết Thế Tử, xem ra võ công của cậu khiến ai nấy cũng khâm phục rồi. Nhưng nếu muốn làm nguyên soái, tư cách là một nguyên soái, cậu nói xem, võ công cao cường thôi, có ổn không? Đương nhiên là không ổn rồi. Vậy cần thêm gì nữa? Cậu phải biết cách làm sao dẫn binh đánh trận, đạo lý dùng người, để năng lực của chúng tướng sĩ phát huy hết toàn bộ. Vậy làm sao phát huy tác dụng của chúng tướng? Có thể nói đơn giản vài câu cho chúng tôi nghe không? Tri nhân giả trí, tri dị giả minh, tri dị phương năng tri nhân, tri nhân phương năng thiện dụng. Chúng ta phải biết phát hiện đặc điểm và sở trường của chúng tướng sĩ, để họ vào những vị trí thích hợp. Nhưng nếu chúng ta để nhầm vị trí của họ thì năng lực của họ rất khó để phát huy được. Người nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, muốn phát huy ưu điểm của họ, đừng có suốt ngày áp chế nhược điểm của họ. Người có ưu điểm rõ ràng thì nhược điểm của họ sẽ càng đột phá hơn, phát huy triệt để sở trường của họ. Thực tế là dùng để che đậy nhược điểm của họ. Nói rất hay. Vậy cậu có thể nói về cách dẫn binh đánh trận của cậu hay không? Làm cho kẻ địch mất ý chí chiến đấu, đó là thượng sách khi dẫn binh đánh trận. Tiết Thế Tử, thi văn xong rồi, mời cậu theo ta. Dạ. Tham kiến Thái tử. Thái tử Điện Hạ, thi văn xong rồi, nhi thần cho rằng Tiết Thế Tử về văn dẫn đầu quần thần, về võ thống soái tam quan, là một người tài năng. Được, đây là phước của triều đình, vinh hạnh của quốc gia. Tiết Đinh Sang, hôm nay sẽ phong ngươi là nhị lộ nguyên soái Kinh Tây, dẫn dắt 30 vạn quân nhanh chóng đi tới thành Tỏa Dương, cứu giá phụ hoàng, tiêu diệt phản tặc Thư Bổ Đồng. Tạ ơn Thái tử Điện Hạ. Di thần sẽ dẫn binh cứu giá hồi triều, tiêu diệt thư tặc, bình loạn ở Tây Lương, bảo vệ giang sơn xã tắc của Đại Đường. Được, nếu người chiến thắng hồi triều thì công lao của người rất đặc biệt. Người đâu? Bàn Ấn. Tuân chỉ. Tạ ơn Thái tử Điện Hạ.
Khởi bẩm điện hạ, cứu binh như cứu lửa, mong điện hạ chỉ cho các lộ nhân mã ngày mai tập trung giáo trường huấn luyện vài ngày, do Tiết Nguyên soái điểm binh điểm tướng tiến đánh Tây Lương. Chuẩn tấu, di thần tuân chỉ. Các vị huynh đệ, hôm nay La Ba Bá tổ chức yến tiệc, đó là vì muốn cho ta làm quen với mọi người, để tình cảm của chúng ta như đời trước vậy. Nào, nào cạn đi, nào cạn đi. Chứ gì huynh đệ, chúng ta đều là người một nhà rồi, vậy thì ta nói thẳng luôn, chúng ta đều là những người thành niên rồi, không biết các vị có dự định gì cho tương lai không? Nói tới sinh kế, mấy người bọn ta không cần làm gì cũng đủ ăn hai đời rồi, nhưng bọn ta không ai muốn sống cuộc đời nhàn nhã như vậy. Ai muốn sống một cuộc đời nhàn nhã chứ, nhưng mà cũng phải có cơ hội mới được. À, Đinh Sang ca, hay là huynh dẫn mấy huynh đệ bọn ta cùng nhau đi chinh Tây được không? Đúng vậy, dẫn bọn ta cùng nhau đi giết giặc đi. Nói thật nha, đây là chí hướng từ nhỏ của ta đó. Ta cũng vậy. Đương nhiên ta cũng muốn cùng với các vị huynh đệ ra trận giết giặc rồi. Tư lỗi ta nói thẳng, với võ công của các vị làm sao đi giết giặc được. Nếu như muốn cùng với ta đi chinh Tây thì trước tiên là phải hứa với ta một điều kiện. Ê, chỉ cần dẫn bọn ta đi chinh Tây, điều kiện gì cũng được hết. Đúng vậy. Đúng. Được. Đây là sách các loại binh khí mà sư phụ đưa cho ta. Sau khi các vị đem về, kết hợp với cách tổ truyền của các vị, chăm chỉ tập luyện. Là chưa? Với võ công hiện giờ của đệ, không đánh được 10 chiêu với cha đệ. Ta nghĩ, đệ căn cứ theo cách này tập luyện, khoảng một tháng sau, chắc chắn có thể đánh về với cha của đệ. Ngày ngày khổ luyện, ta có thể làm được. Nhưng muốn ta đánh thắng cha ta trong một tháng, thì điều này không thể được đâu. Đúng vậy. Đệ căn cứ theo cách này, chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ làm được. Còn ba giờ đây cũng như vậy. Nếu đại ca đã nói như vậy, thì ta có lòng tin rồi. Bọn ta chắc chắn ngày ngày tập luyện, quyết không được để đại ca thất vọng. Đúng, đúng. Đúng. Quyết không để đại ca thất vọng. Được. Nào. Cạn nào. Nào. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn. Cạn. Trình Ba Bá, ngày mai Đinh Sang điểm tướng giáo trường, không biết có phần của con hay không? Hiện địa cả đương nhiên có phần. Cậu không nhìn thấy cậu ấy nói cách dùng người lúc ở trên điện sao? Đừng nói là cậu, kể cả lão phu cũng có phần, không tin cậu coi. Lão gia, thiếu gia nói cậu nghe nha. Được. Trình Bá, kể từ ngày mai canh ba buổi sáng mỗi ngày đều kêu ta thức dậy. Sớm như vậy thiếu gia có dậy nổi không chứ? Cái này em không cần phải lo, chỉ cần kêu ta thức dậy là được rồi. Dạ. Canh ba thức dậy, con dậy sớm như vậy làm gì? Không có gì. Dạ dạ, là ba bá, không còn sớm nữa, con đi nghỉ ngơi trước nha. Cáo từ. Ê, cái thằng bé này ra thể thống gì, nói đi là đi à. Hey, ta và phụ thân nó chinh chiến ở ngoài nhiều năm, tên súc sinh này đúng là thiếu đi sự quản giáo rồi. Chương Nhi nhà con cũng như vậy, đám trẻ bây giờ không biết đang nghĩ gì, tụi nó thường xuyên ở ngoài, hư hỏng rồi. Ca. Ca. Nghe nói ngày mai ca ca tới giáo trường điểm tướng phải không? Phải không? Đúng vậy, có gì không? Đến lúc đó đừng quên mất ta nha, ta cũng muốn ra chiến trường giết giặc. Mùi đừng có đùa nữa, một đứa con gái ra chiến trường làm gì chứ? Ai nói con gái không được ra chiến trường chứ? Từ xưa tới giờ trong quân đội nào không có con gái hả? Mùi đừng có đùa nữa mà. Nè, con gái thì đừng có đùa. Nè, mau chóng đi về chăm sóc cho mẹ và dì nương đi, ta còn phải nghỉ ngơi sớm. Ngày mai phải ra giáo trường điểm tướng. Nè, đi mau đi. Chương Nhi. Hả?
Cha, thấy con mỗi ngày luyện tập siêng năng vậy, có tiến bộ chưa? Không biết nữa cha. Cha à, cha có muốn thử không? Được, tới đây. Cha, tỷ thí thì dùng hết sức đi, đừng có nhường con. Được. Giỏi, giỏi. Mọi người đứng đây đợi ta. Dạ. Trường Nhi, không gặp ba ngày, đúng là khiến cha mở mang tầm mắt. Cha không ngờ võ công của con tiến bộ nhanh vậy. Cha, quá khen rồi. Hay lắm. Đinh Sang ca. Đinh Sang ca, hôm nay là ngày mấy rồi? So với lần trước khi chúng ta uống rượu đã có khoảng một tháng rồi. Hả? Đúng vậy thì hôm nay ta muốn tới đây kiểm tra đệ một chút. Ta không ngờ, ta ba bá từ trước rồi. Hả? Khá lắm, đệ đã làm được rồi. Thì ra hai người có hẹn trước. Đúng vậy, một tháng trước Đinh Sang ca kêu con khổ luyện theo cách của huynh ấy, nói là đảm bảo trong vòng một tháng con đánh quỳ với cha. Lúc đầu con cũng chưa có tin lắm, thật không ngờ hôm nay thực hiện rồi. Đúng là hiền điệt Đinh Sang, biết cách dạy dỗ mà. Ê, đây không phải là chủ ý của con, mà là do sư phụ con dạy đó. Xem ra võ học của lão tổ đã đạt tới mức độ không ai sánh bằng rồi. Phải rồi, là chư huynh đệ, để căn cứ theo cách này khổ luyện thêm một tháng, tới lúc đó có thể giỏi hơn bây giờ nữa, đánh bại cha của đệ luôn. Thật sao? Cha, cha thấy thế nào? Nếu là như vậy, ta đây còn mong gì hơn. Đại đường chinh tây nhị lộ đại tướng quân bắt đầu điểm tướng. Dạ. Thiên Ngưu vệ đại tướng quân La Thông nghe lệnh. Có mặt tướng. Bổn soái lệnh cho ngài làm tiên phong phía trước nhị lộ đại quân. Nghe lệnh. La Chư, Tần Anh nghe lệnh. Có mặt tướng. Bổn soái lệnh cho hai người làm phó tiên phong phía trước nhị lộ đại quân. Nghe lệnh. Trình Thiên Trung nghe lệnh. Có mặt tướng. Bổn soái lệnh cho đệ làm tiên phong phía sau nhị lộ đại quân. Nghe lệnh. Quốc Trì Thanh Sơn nghe lệnh. Có mặt tướng. Bổn soái lệnh đệ làm lương thảo đốc dựng quan của nhị lộ đại quân. Nghe lệnh. La Chư, Tần Anh, Trình Thiên Trung, Quốc Trì Thanh Sơn, hôm nay bốn người các ngươi đã trở thành tướng quân rồi, nhưng tuyệt đối không được lơ là, phải ngày đêm chăm chỉ tập luyện, như vậy mới có thể trở thành một vị tướng quân thật sự. Dạ. Ca ca. Bổn nữ Tuyết Kim Liên, sư phụ là Dân Liên Thánh Mẫu, luyện thành lục đinh lục giáp, tinh thông võ nghệ, có tình tới đây nghe nguyên soái sai khí. Cái gì? Chuyện này là một nữ nhi vậy sao? Là sao? Không lẽ cô ấy đòi đi theo? Gan quá vậy. Muội tới đây quậy phá cái gì vậy? Mau về đi. Ta không có quậy phá, ta muốn ra chiến trường giết giặc tận trung cho đất nước. Một đứa con gái như muội ra chiến trường làm gì? Trình lão Thiên Tuế, rốt cuộc phía dưới đang xảy ra chuyện gì? Sao phía dưới ồn ào quá vậy? Khởi bẩm Trình lão Thiên Tuế, muội muội của Tiết Nguyên Soái từ nhỏ đã tập võ, cũng muốn ra chiến trường giết giặc. Tiết Nguyên Soái không cho, nói một đứa con gái ra chiến trường làm gì? Tại sao con gái lại không được chứ? Theo ta thấy, phàm là chuyện nam nhân làm được thì nữ nhân cũng có thể làm được. Vậy để lão phu xuống dưới coi sao. Đinh Sang à, xảy ra chuyện gì vậy? Trên lão Thiên Tuế, bùi bùi Kim Liên cứ đòi phải đi theo tổng quân. Ồ, được đó, để cô ấy đi đi. Không phải là con không cho, bởi vì trong nhà mẹ con và dì nương con tuổi tác cũng đã cao, phải để cho nó ở nhà chăm sóc cho họ chứ. Đinh Sang, con đồng ý với muội muội đi. Ta và mẹ con bàn bạc rồi, bọn ta cũng sẽ đi chung. Tới chỗ đó rồi sẽ có nhiều người chăm sóc tụi con. Hơn nữa, cha con đang bị thương nặng, tới đó thì bọn ta cũng có thể chăm sóc cha con. Ừ, Đinh Sang à, ta thấy cách này hay đâu, quyết định như vậy đi. Ừ. Vậy làm theo lời của Trình lão Thiên Tuế. Ừ. Tiết Kim Liên nghe lệnh. Có mặt tư. Bổn soái lệnh cho ngươi ở nhà hầu hạ cho mẫu thân, nghe sai khiến mọi lúc, không được chậm trễ. Nghe lệnh. Người của mình, bọn cảnh ra. Báo cáo đại nguyên soái, Trường An 800 dặm cấp báo,
triều đình lại phái tiếp 30 vạn nhị lộ đại tướng quân tới đây thảo phạt Tây Lương. Hiện đang tiến quân về Tây Lương. Nguyên soái của nhị lưu quân là ai? Có phải La Thông không? Không phải, La Thông là tiên phong phía trước. Vậy nguyên soái của nhị lưu quân rốt cuộc là ai mới được chứ? Con trai của Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang. Tiết Đinh Sang là người nào vậy? La Thông tiêu dũng thiện chiến, sao có thể là một tiên phong ở dưới tay hắn ta được? Chẳng phải bởi vì Tiết Nhân Quý là cha hắn sao? Hey, ta luôn nói với các ngươi khi phân tích nhất định phải động não trước rồi mà. Các ngươi cũng biết Đại Đường trước giờ chỉ trọng người hiền, hơn nữa là tỷ võ chiêu soái. Nếu Tiết Đinh Sang không có bản lĩnh thật sự thì không thể làm được nguyên soái đâu. Nguyên soái anh minh, Trường An truyền tin tới đây, họ nhìn thấy bản vàng tỷ võ chiêu soái, nhưng mà sau đó không thấy lên võ đài tỷ võ. Ngươi hãy nhìn đi, ta mới vừa nói cái gì? Ngươi nhớ kỹ, có bất cứ tin tức gì nhất định phải báo cáo với bổn soái. Lùi xuống trước đi. Dạ. Bần tăng từng nghe thấy cái tên Tiết Đinh Sang. 17 năm trước, hắn bị phụ thân bắn tên đến Ngộ Thượng, được Dương Ngao lão tổ ở Vân Mộng Sơn cứu lên núi, nhận làm đồ đệ. Nghe nói hắn là một kỳ tài võ công, so với phụ thân hắn chỉ có hơn chứ không hề kém. Hey, trước đây ta cố tình để Trình Giảo Kim đi về Trường An, để hắn đi về đó xin viện binh. Ta tưởng là trong triều đình không còn ai, chỉ còn một mình La Thông. Thật không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm tên Tiết Đinh Sang. Người này đúng là không thể coi thường được. Đúng là trời đã giúp Đại Đường. Người đâu? Có. Truyền lệnh của ta, tối nay ta và Dương Phạm Phàn Hồng, hai vị tướng quân cùng nhau đi tới giới Bại Quan, bàn bạc kế sách đối phó với địch. Trình lão thiên tuế, con cảm thấy tốc độ hành quân như vậy hình như hơi bị chậm đó. Đinh Sang à, hết cách rồi. Đại bộ đội hành quân chính là như vậy. Hơn nữa chúng ta đang đi đường lớn, đường lớn dễ đi phải đi xa hơn, cho nên hơi chậm một chút. Không lẽ không có đường nhỏ hay sao? Đường nhỏ thì có đó, nhưng mà còn phải hỏi thám tử. Truyền thám tử. Cả ngày ngồi xe ngựa chán quá đi, không biết bao lâu mới tới đây. E là phải 2 tháng mới tới đó. Hả? Trời đất ơi, còn lâu như vậy sao? Kim Liên à, có phải còn hối hận rồi không? Lúc trước đánh bể đồ cũng đòi đi, bây giờ hối hận rồi phải không? Tạm thời con vẫn chưa hối hận, có điều ai biết được sau này đâu. Mẹ, con không muốn ngồi xe nữa, con muốn xuống dưới đi bộ. Kim Liên đừng chạy lung tung, coi chừng bị lạ. Yên tâm đi nhị nương, không sao đâu. Thiếu quyền soái có gì căn dặn? Ta hỏi ngươi, đường đi tới thành Tỏa Dương ngoài con đường lớn này ra còn đường nào khác không? Có một con đường nhỏ. Nếu như đi con đường nhỏ đó thì khoảng mấy ngày? Nửa tháng. Đi đường lớn thì khoảng 2 tháng mới tới được. Nếu đi đường nhỏ khoảng 1 tháng rưỡi có thể tới thành Tỏa Dương. Ngươi có biết đi đường nhỏ không? Dạ biết, thưa tướng quân. Từ Kỳ Bằng Sơn xuyên qua đó, thêm vài ngày nữa sẽ tới nơi. Được, truyền lệnh cho tiên phong La tướng quân, bắt đầu từ ngày mai chúng ta đi đường nhỏ, đi băng qua Kỳ Bằng Sơn. Dạ. Các vị, hôm nay triệu tập các vị tới đây là có một tin cần nói cho các vị biết. Tiết Đinh Sang, thống lĩnh đội quân nhị lộ của triều đình, đang trên đường tới Tây Lương. Điều này với chúng ta mà nói đúng là một mối nguy hiểm rất lớn. Thật ra phải phá thành Tỏa Dương trước hay là đánh Tiết Đinh Sang trước? Ta rất muốn nghe kiến nghị của các vị ở đây. Nguyên soái, mặt tướng nhận thấy Tiết Đinh Sang chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không có gì đáng ngại. Chỉ cần một mình mặt tướng cũng có thể ngăn cản được hắn bên ngoài giới Bài Quan. Dương tướng quân, Phan tướng quân, hai vị hãy cùng nhau hiệp trợ cho nguyên soái tiêu diệt kẻ thù ở thành Tỏa Dương đi. Binh lực tấn công tòa thành Tỏa Dương bần đạo cảm thấy đủ rồi, còn Tiết Đinh Sang tuyệt đối không thể xem thường. Còn hai vị tướng quân Phạm và Dương nên ở cùng với tướng quân Dương Bất Siêu để cùng đánh Tiết Đinh Sang. Thiên tử Đại Đường và Tiết Nhân Quý đều đang ở tại thành Tỏa Dương, để nguyên soái đi có một mình làm sao chúng tôi yên tâm được chứ? Kiến nghị của lão phu là để Dương Bất Siêu, Dương tướng quân đi đối phó với Tiết Đinh Sang, những người còn lại nên hiệp trợ cho nguyên soái. Lần trước chúng ta muốn Dương Khuê Sơn phối hợp âm thầm công thành,
nhưng mà Tiết Nhân Quý canh phòng nghiêm ngặt, không thể nào ra tay. Xem ra thời cơ đánh chiếm thành Tỏa Dương vẫn chưa chín mùi. Nhưng mà nhận được tin thám báo của Dương Khuê Sơn nói lương thảo trong thành Tỏa Dương sắp cạn kiệt rồi, Bần Tăng nhận thấy thành Tỏa Dương không cần đánh chiếm, chỉ cần bao vây, không cần quá lâu đâu, thành này không đánh cũng phá được. Phân tích của mọi người đều có lý nhất định, nhưng bổn soái quyết định trước tiên để Dương Bất Siêu đi nghênh chiến Tiết Đinh Sang, mấy vị tướng quân còn lại cùng với ta chi viện bất cứ lúc nào. Trái lại, ta tán thành với kiến nghị của Phi Bạc quân sư nhiều hơn. Đối với thành Tỏa Dương, chỉ dây không đánh, phòng thủ nghiêm ngặt, không được để một hạt lương thực nào tiến vào trong thành. Ai? Ai? Ai đó? Ai đó? Cha, con đây. Hả? Lê Quê, không phải ca ca con đưa con về Lê Sơn rồi sao? Sao con chạy tới đây làm cái gì? Hôm qua cha còn hứa cho con tới đây rồi mà, sáng sớm nay cha lại đổi ý nên con mới tới đây đó. Con Nguyên Soái à, đây là tiểu nữ của lão phu Lê Quê, tuổi trẻ vô tri, xin Nguyên Soái tha tội. Nè Phàn lão tướng quân, cô gái này có lòng hiếu kỳ, muốn ra đây để thăm dò sự việc coi như thế nào mà. Điều này không có gì lạ hết. À, tiểu cô nương, ta thấy cô nương có võ công rất tốt, chắc là được cao nhân chỉ điểm. Xin hỏi tôn sư là ai? Lê Sơn lão mẫu. Ồ, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ mà. Nếu đã tới đây thì mời ngồi xuống. Tạ ơn nguyên soái. Các vị cùng ngồi đi. Phàn lão tướng quân, bây giờ đội quân triều đình đang tới gần, đang là lúc cần người. Ta thấy Lệnh Thiên Kim võ công cao cường như vậy, đúng lúc có thể sử dụng được rồi đó. À, tạ nguyên soái. Tiểu nữ còn nhỏ, học võ vẫn chưa thành, xin nguyên soái hãy cho nó về Lê Sơn để học võ tiếp. Phàn lão tướng quân khách sáo quá rồi. Ta thấy Lệnh Thiên Kim võ công rất cao cường, các vị có mặt tại nơi đây e rằng không ai là đối thủ của cô ấy đâu. Đa tạ hậu ái của nguyên soái. Vậy thì xin nguyên soái phải nói về giúp cho Dương Bất Siêu một tay. Ê, không cần không cần, một cô gái như vậy có thể giúp được gì chứ? Giữ bên cạnh mình là một gánh nặng. Ta thấy hay là để cô ấy đi giúp cho nguyên soái đi. Hey, vậy thì hãy làm theo ý của Dương tướng quân, để Phàn Lưu Quê ở bên cạnh ta đi. Nguyên soái, nhưng mà mặt tướng với cô ấy, ngươi và cô ấy thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Ta thấy Dương tướng quân không cần phải nói thêm gì nữa. Bổn soái đã quyết định giữ Phàn Lê Quê ở lại bên cạnh bổn soái rồi. Dương tướng quân, tướng quân hãy phòng thủ với bài quan cho thật tốt, tuyệt đối đừng làm như lão hồ ly Trình Giáo Kim, để cho người ta dễ dàng lừa gạt mình. Lão thất phu đó, nếu để mặt tướng gặp lại hắn, ta sẽ lột da hắn ra. Được. Dương tướng quân, Phàn tướng quân, làm phiền hai vị tùy cơ hành sự. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Các vị cũng mệt lắm rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tạ nguyên soái. Phàn tướng quân, người cảm thấy chuyện này có thích hợp không? Ê trời, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung. Nguyên soái không phải loại người đó. Con và Lê Quê đã có đính ước, tốt nhất ông ta không phải là hạng người đó, nếu không mọi người sẽ rất khó coi. Nam tử hán đại trượng phu, lấy sự nghiệp làm trọng, ngươi không được làm bậy đó. Hắn không làm bậy thì con sẽ không làm bậy. Đừng tưởng hắn là nguyên soái thì mọi người sợ hắn, còn lâu Dương Phàm mới sợ hắn. Thật không ngờ Phàn lão tướng quân còn có cô con gái xinh đẹp tới như vậy. Khởi bẩm nguyên soái, tiểu nữ vốn định tới thành Tỏa Dương một chuyến để thăm dò tình hình quân đội, như vậy biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cô nương quả nhiên là một người rất thông minh.
Nhiệm vụ của cô nương chính là vào trong thành và giở trò ly gián. Nhưng cô nương nên nhớ không được để lộ thân phận của chính mình. Nhất định phải hành động thật cẩn thận, nếu không cô nương sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng đó. Ta không làm tổn thương bọn họ, tại sao bọn họ lại làm hại ta chứ? Bá tánh thành Thoải Dương cũng không có làm tổn thương họ. Sao lại nghe nói bọn họ bị giết hết toàn bộ rồi? Thật sự có chuyện này sao? Triều đình như vậy cần phải lật đổ cho sớm mới được. Lời cô nương nói quả thực rất đúng. Có điều mọi chuyện cô nương cũng phải thật cẩn thận. Ta sẽ về doanh trại thành Toái Dương đợi cô. Vậy ta đi trước, trở về mới bẩm báo với ngài sao? Đứng lại! Người lại hả? Tới đây làm gì? Vị Dương gia này, tôi là dược cô, tới để đưa thuốc giải cho các vị. Đưa thuốc giải sao? Được thôi, cho cô ấy vào. Chà. Phủ Nguyên Soái, nhớ cho kỹ, phải canh phòng nghiêm ngặt đó. Hai vị tướng quân. Ê, Trần Bá Phụ, lại mang đậu hũ tới hả? Đúng vậy. Trần Bá Phụ, nghe nói lần nào nhận lương thực ông cũng chỉ nhận cái đậu nành thôi, sau đó đem đậu nành làm thành đậu hũ mang tới tận đây. Vậy nhà Bá Phụ ăn cái gì chứ? Tiểu tử à, điều này cậu không hiểu rồi. Ta nói cho cậu biết, trong đậu hũ này thứ có chất dinh dưỡng nhất chính là bã đậu hũ. Hả? Ồ. Nhưng mà ta đưa đậu hũ cho các cậu ăn, còn bã đậu hũ có chất dinh dưỡng ta giữ lại ta ăn một mình rồi. Hả? Nào Trần Bá Phụ, mau vào trong đi. Vào đi. Nào. Ê, Trần Bá, mời vào trong. Chào tướng quân. Trần Bá Phụ, từ từ thôi. Đây là bức thư người ta nhờ ta đưa cho huynh đó. Cô đứng đây chờ chút nha, đừng đi lung tung. Đi. Tướng quân, người này là ai vậy? Đây là dược nữ tên Yêu Cô. Cô ấy nói có thuốc giải cho nguyên soái. Ngươi cho cổ vào hay sao? Mặt tướng thấy cô ấy là cô gái yếu ớt, lại có thuốc giải, cho nên mới cho cô ấy vào. Người ta nói cái gì ngươi cũng tin à? Ai nói nguyên soái cần thuốc giải? Nguyên soái là không bị trúng độc. Ngươi không hỏi ý gì hết mà đã dám tùy tiện đưa một người lạ tới đây như vậy. Ngươi có biết nguyên tắc hay không? Xin tướng quân bớt giận, mặt tướng lần sau không dám nữa. Tôi lập tức đưa cô ấy ra ngoài. Không cần đâu. Chào quân sư. Chào tướng quân, ngài đừng giận. Người ta có lòng tốt đưa thuốc, đó là tấm chân tình của người ta, nên hoan nghênh mới phải. Ta thấy không giống dược nữ đâu. Làm sao quân sư nhận ra được vậy? Cô ta hái thuốc ở bên ngoài, dầm mưa dãi nắng, sao lại có làn da tốt như vậy? Đúng rồi, tại sao chúng tôi không nhận ra được chứ? Vậy cô ta có thể là ai? Cô ta là người luyện võ. Không biết mọi người có chú ý không, bàn tay bên trong của cô ta đã bị chai hết rồi. Khẳng định là người luyện võ. Vậy thì cô ta có phải là thích khách hay không? Chưa chắc. Vì đảm bảo an toàn, Giang Hổ. Dạ. Trong mấy ngày tới, tướng quân phái thêm vài người tới đây tuần tra. Dạ. Nếu đến như vậy thì cứ tống cổ á đi là xong. Không, tuyệt đối không được. Ta thấy cô ta gương mặt hài hòa, hơn nữa tâm địa rất tốt. Cho dù là thích khách hay là gian tế cũng không đáng ngại đâu. Nói không chừng chúng ta còn có thể sử dụng được cô ta. Nè quân gia, đồ của ông nè. Đây, xin mời ông dùng. Bơi. Quân gia, chén. Thức ăn của ông đây. Cô đương à, đợi một chút nha. Được. Nè tiểu dị, tự nhiên nha. Có thêm một cân thịt nữa nha. Xin mời. Nào, uống đi. Cô đương, mời qua bên kia. Được. Cô đương, mời vào trong. Ừ. Cô đương à, có gì cứ gọi ta nha. Đa tạ quên. Thank you.
Đừng từ thôi. Vậy? Đừng có chen lớn. Có chen mà. Tới lượt tôi rồi nè. Đa tạ. Đây, lão bá, gửi không? Đa tạ. Đa tạ. Đừng có chen lớn. Người tiếp theo. Có gạo ăn rồi. Ai rồi cũng sẽ có mà. Quân gia, món của ông nè. Thức ăn hôm nay có ngon không? Tiểu Lý, cô nương trong phòng đó đâu rồi? Tiểu nhị, thêm món đi. Ai đâu? Lại lên. Có liền. Con gà. Đa tạ. Lão bá. Lão bá. Cả nhà lão bá trong giàu có chút gạo như vậy đủ không? Sao không lãnh thêm một chút đi? Lớn. Cứ từ từ. Nhà của lão chỉ có mình lão thôi à. Một chút gạo này lão ăn hai ngày cũng chưa có hết. Ngài còn muốn lão nhận thêm. Lão thấy ngại làm sao á? Vì không muốn ba tánh chúng tôi bị đói. Số quân nhân này đã giảm bớt lương thực của mình rồi đó. Người trẻ như các vị có đủ ăn hay không đây? Các vị đúng là một đoàn quân tốt bụng. Chúng tôi luôn luôn biết ơn các vị. Đừng đa tạ nữa mà. Ông mau về nhà đi. Dạ. Còn đối với thành Tỏa Dương thì chỉ dây chứ không được cong. Không được để một hạt lương thực nào lọt vào thành. Nè, lão bá, gửi ông nha. Được, đa tạ. Bá tánh thành Tỏa Dương cũng không làm tổn thương họ. Sao lại nghe nói toàn bộ họ bị giết hết chứ? Số quân nhân này đã giảm một số nửa lương thực của mình rồi. Người trẻ như các vị có đủ ăn hay không đây? Vào đi. Cô nương à, cơm đã chuẩn bị rồi, mời cô xuống dùng. Cô nương à, hôm nay rất nhiều món. Món ăn của chúng tôi mấy hôm nay rất là nhiều. Cô nương, đi từ từ nha. Cô nương, đi từ từ thôi. Ăn thử món ăn hôm nay chúng tôi làm cho cô đó. Hả? Cho tôi ăn những thứ này sao? Dạ phải. Vậy vị quân gia đó đâu? Thì họ cũng đang ăn cơm mà. Thì ra bọn họ đang ăn lẩu. Cho tôi ăn mấy thứ này sao? Đúng vậy, bọn họ đang ăn bên kia. Được rồi, xin mời cô đương dùng. Được lắm, thì ra các vị ăn lẩu ở đây hả? Hả? Tại sao các vị chỉ ăn cháo lỏng và củ cải muối thôi vậy? Chúng tôi lúc nào cũng ăn những món này mà. Nhưng mà chỉ ăn những thứ này có đủ sức để chiến đấu hay không? Tiết nguyên soái của chúng tôi nói, vì để đối phó với việc bao vây của Thư Bổ Đồng, chúng tôi phải ăn uống tiết kiệm. Hơn nữa, bây giờ cũng chưa có đánh nhau mà, ăn như vậy cũng đủ rồi. Nếu như các vị đã không đủ lương thảo, tại sao còn phát lương thực cho bá tánh nữa? Tiết nguyên soái đã nói rồi, bá tánh của nơi này cũng là con dân của đại đường. Cho dù chúng tôi chỉ còn một miếng cơm thì cũng phải chia cho họ. Đúng là quân đội nhân nghĩa mà. Cô nương quá khen rồi. Ở đây chính là nhà Trần Bá. Trần Bá, mở cửa đi Trần Bá. Ây da, Giàng tướng quân à. Trần Bá phụ, đây là yêu của cô nương, dẫn cô tới đây xem đó. Được, Giàng tướng quân, cô nương, mời hai vị vào nhà. Nè Ngô Thẩm, mau làm chút đồ ăn đi. Nhanh lên. Cô nương à, ở địa phương chúng tôi thật là tốt biết bao. Vừa không lo cái ăn, vừa không lo cái mặc, tất cả đều nhờ vào cái người làm quan này hết đó. Đúng rồi cô nương, cô ở từ đâu tới vậy? Tôi từ ải Hàng Tướng tới đây. Sau khi cô quay về, tâm trạng không được tốt cho lắm. Trong lúc ăn cơm, cô ấy thấy chúng tôi ăn không ngon, nên cô đã nói một câu: quân đoàn nhân nghĩa. Xem ra cô ta là một nhân vật đặc biệt. Lát nữa chúng ta cùng đi thăm cô ta. Dạ. Hai người các ngươi chuẩn bị xe đi. Dạ. Cô nương à, cô nói xem trong thiên hạ này có quân đội nào tốt như vậy không? Trong bá phụ biết không, cô nương này là người Đông Lam chúng ta, là đồng hương của chúng ta đó. Thiệt vậy sao? Thật là tốt quá. Trần Bá à, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi. Cô nương, cơm đã có rồi.
hai vị ở đây dùng cơm luôn đi nha. Không cần, không cần đâu mà. Chúng tôi đi đều trước đã chuẩn bị xong hết rồi, ăn một chút rồi đi. Hả? Không không không, đừng khách sáo, chúng tôi còn có việc nữa. Vậy cô nương kiên quyết muốn đi thì lão cũng không giữ cô lại, đợi thêm vài ngày nữa có cơ hội cô lại tới. Được. Được rồi, trong bác phụ cô Thẩm, chúng tôi đi trước nha. Đi thông thả nha. Tạm biệt. Đi thông thả nha. Cô nương đi thông thả. Tạm biệt Trần bác phụ nha. Tạm biệt nha. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Đi thông thả. Lần sau rảnh lại ghé. Thông thả nha. Thông thả. Huynh là người Đông Lâm thật hả? Điều này còn giả được sao chứ? Vậy sao huynh lại đi theo quân đội triều đình vậy? Điều này không phải là do Thư Bửu Đồng ban cho hay sao? Thư Bửu Đồng? Thư Đại Nguyên Soái? Chính là hắn. Năm đó hắn phải hắc liên độ đi Đông Lâm tàn sát dân chúng, đã giết hàng ngàn hàng vạn ba tánh, bao gồm cả mẹ của tôi. Tôi đi tìm bọn chúng trả thù, nhưng mà sau đó vì bọn chúng quá đông nên bị chúng bắt vào trong thành. Mọi chuyện sau đó có thể nói là thập tử nhất sinh. Ôi trời. Không biết quốc công giá lâm chậm trễ tiếp đón, xin quốc công tha tội. Vị dược nữ đó đâu? À, cô ấy ra ngoài rồi, vẫn chưa có về. Ồ. Huynh nói cái gì? Thư Bửu Đồng lấy người sống đi luyện phi đao sao? Đúng vậy, hơn nữa còn là trai trẻ khỏe mạnh, vô nhân tính thiệt mà. Tính ra thì với hành vi vô nhân tính của hắn mà tôi mới có thể thoát thân được. Quốc sư, các vị hiện đang chờ ta sao? Cô nương đem thuốc tới nên quân sư và châu tướng quân đặc biệt muốn tới gặp để tạ ơn. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải tạ ơn. Mọi người lui ra đi. Dạ. Đi. Mời ngồi. Cô nương, lão phu mạo muội hỏi một câu, cô có đúng là dược nữ không? Không lẽ ta không giống sao? Lần đầu tiên ta gặp cô đã thấy không giống rồi. Ngài còn nói là ngài không phải thần cơ diệu toán rồi mà. Không phải ta bói ra đâu, mà là nhìn ra đó. Nếu đã như vậy, ta đứng trước mặt đại quân sư cũng không dám giấu giếm nữa. Vậy thì ta xin nói thật hết mọi chuyện. Ta không phải là dược nữ, ta là con gái tướng trấn thủ Hàn Giang Quan, tên là Phàn Lê Quê. Lần này cô nương tới đây là có chuyện gì? Vì thăm dò quân tình mà tới. Cô nương có thể cho biết thân phận và mục đích của mình, chứng tỏ là can đảm hơn người, khiến lão phu kinh phục. Không lẽ cô đây không sợ sẽ bị bắt giam hay bị giết hay sao? Các vị không làm như vậy đâu, tại vì ta chủ động nói ra sự thật, không phải là tự thú mà cũng thành thật với nhau rồi. Đối với hạng người này, các vị sẽ không giết đâu. Hả? Sao cô đừng biết chứ? Tại vì ta phát hiện các vị là một đoàn quân nhân nghĩa. Cô nói rất đúng. Khi nãy cô đừng nói là cô vì thăm dò quân tình, vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ đã bị các vị cảm hóa rồi. Nè, cảm hóa phải xem đó là ai. Không phải bất cứ ai cũng có thể cảm hóa được. Có thể thấy cô nương có tâm địa hiền lành. Chẳng hay sau khi cô nương trở về sẽ có dự định gì? Ta định là khuyên cha ta và đại nguyên soái từ bỏ cuộc chiến này, trả lại thái bình cho thiên hạ. Chúng tôi chinh tây lần này là bởi vì muốn diệt trừ Thư Bửu Đồng và những âm mưu phản loạn, muốn gây ra chiến tranh, làm cho sinh linh đồ thán. Cho dù là vậy, chỉ cần bọn họ bỏ đào xuống ăn năn hối cải, triều đình chắc chắn sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa. Cô nương có thể làm vậy, đây đúng là phước của bá tánh đó. Làm như vậy thật ra rất khó, nhưng mà ta cũng muốn thử xem. Nếu như không được, ta cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không cá mè một lứa với họ. Cô nương cũng là một người rất đại nhân đại nghĩa. Nè, cô nương à, nghe nói cô có võ công phi phàm, chẳng hay
sư phụ là ai? Lê Sơn lão mẫu. À, thì ra là vậy. Lê Sơn lão mẫu đức cao vọng trọng, không những võ công của bà ấy cao thâm khó lường, mà còn là một đời tu đức. Các đệ tử của bà ấy, người nào cũng có đủ đức nghệ. Phàn cô nương cũng không ngoại lệ đâu. Từ quân sư đã quá khen rồi. Nào, uống trà. Được. Hai vị quân sư, Lê Quê này đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa trở lại. Có khi nào... Nếu ả không để lộ thân phận, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Bằng không thì rất khó nói. Phàn cô nương vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, nếu như bị bắt lại rồi, không biết là... Báo! Cái bẩm nguyên soái, Phàn cô nương cầu kiến. Nhanh, mau truyền. Dạ. Nguyên soái, không biết là Phàn cô nương này có thăm dò được tin tức chúng ta cần hay không đây. Bái kiến đại nguyên soái. Các ngươi mau lui xuống hết đi. Dạ. Dạ. Lê Quê, cuối cùng cô cũng đã về. Đi lâu như vậy, họ có làm gì cô nương không vậy? Không phải tôi trở về bình an rồi sao? À, đúng rồi, về là tốt, về là tốt. À chà, Lê Quê, trong thời gian cô không có ở đây, ta thật ăn không ngon, ngủ không yên luôn đó. Ta... Ngài muốn làm gì hả? Không có gì. Ta muốn gì chắc là cô đã hiểu rồi. Dĩ nhiên là ta nhận ra, từ lúc lần đầu ta gặp ngài, ta đã biết ngài là con người gì rồi. Nhưng mà ta nghĩ ngài đã nhìn lầm rồi. Ta không phải là kiểu người phụ nữ như ngài nghĩ. Xin ngài tự trọng một chút. Phàn cô nương, ta cho cô biết, chỉ cần cô đi theo ta thì cả đời này cô sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý đâu. Ta thấy ngài rất buồn cười. Nếu muốn vinh hoa phú quý cần nguyên soái cho sao? Ta nghĩ mình bị mù thật rồi. Không phải muốn ta báo cáo sao? Không nghe thì ta đi. Nè. Được. Hôm nay chúng ta chỉ bàn về chuyện công. Nói đi. Sau khi vào thành, ta không chỉ nhìn thấy Châu Thanh đại tướng quân, còn có đại quân sư Từ Mao Công. Hả? Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra thân phận của cô à? Về sau mới phát hiện. Họ có nghi ngờ cô nương không? Họ đã nói rồi, địch của bọn họ chính là mấy người tạo phản chống lại triều đình mà thôi, chứ không phải muốn đối địch với tất cả người Tây Lương. Đúng rồi, ngài không phải nói với ta bọn họ đem tất cả người Tây Lương giết sạch trong thành Tỏa Dương rồi đúng sao? Đúng đó. Sao vậy? Bọn họ không những chưa giết một người Tây Lương nào cả, hơn nữa đem lương thực của chính mình chia ra một nửa ngày ngày đem phát cho bá tánh. Phàn cô nương, cô đừng tùy tiện tin vào lời bọn họ nói. Đây là chính mắt ta nhìn thấy đó. Vậy cô có liên hệ với Dương Khuê Sơn không? Không có. Hành tung của bọn họ rất kín đáo, căn bản không có thời gian để tìm họ. Vậy cô nương đã thăm dò được tin tức gì rồi? Sự thật mà ta nhìn thấy chính là tình hình ngài nói đó. Tình hình gì chứ? Sự thật ta nhìn thấy là họ sống khá hòa đồng cùng với bá tánh, giữa các tướng sĩ tình như thủ túc, trên dưới quân đội đoàn kết một lòng. Họ đúng là quân đội nhân nghĩa mà. Đại nguyên soái, ta khuyên ngài nên sớm tỉnh ngộ, ngừng giao chiến lại, trả lại thái bình cho lão bá tánh. Ta nghĩ triều đình sẽ không truy cứu nữa đâu. Cô nói cái gì? Xem ra cô phản rồi. Có tin cô bị ta đem quân pháp xử lý không? Dựa vào ngài sao? Lê Quê, chỉ cần cô theo ta, ta sẽ không chấp những thứ này. Qua đây. Rồi, không sao chứ? Không sao, đuổi theo. Nhanh. Các ngươi thấy rồi đó, cô gái này đúng là võ công tuyệt thế. Ta thấy cô ta sẽ là chướng ngại trong việc hình thành đại nghiệp của chúng ta.
Nguyên soái suy nghĩ nhiều rồi. Võ công cao cỡ nào cũng chỉ là phận nữ lưu, không đáng lo ngại. Thêm nữa, cha mẹ của ta nhất định có cách kiềm chế của ta. Chúng ta có thể bảo phàn lão tướng quân quản giáo của ta thật nghiêm khắc. Ta sợ cô ta lại tiến vào thành Tỏa Dương, không biết là cô ta có tiết lộ quân tình của chúng ta cho quân địch biết hay không nữa. Chuyện như vậy chắc cô ta sẽ không làm. Ta thấy cô ta vẫn là một người rất quang minh lỗi lạc. Thiền sư, ngài phải viết nhanh một lá thư gửi cho Dương Khuê Sơn mau, nói cho hắn biết hãy mau chóng tìm cơ hội để cho bọn họ phối hợp với chúng ta mở công thành đánh lén vào. Dạ. Báo, bẩm báo nguyên soái, con gái của Phạm tướng quân Phạm Lê Quê cầu kiến. Chuyện của ta vào. Dạ. Trong lúc này cô ta đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ cô ta đến trợ chiến sao? Phạm Lê Quê đến, cô ta không gây rối là có thể thắp nhang rồi. Mời Phạm cô nương. Bái kiến đại nguyên soái. À chà, Phạm cô nương đến rồi à? Bây giờ chiến sự đang khẩn trương, chẳng hay Phạm cô nương tới tìm bổn soái là vì chuyện gì? Bổn cô nương đến đây chính là vì chiến sự. Ồ, chẳng lẽ Phạm cô nương muốn giúp bổn soái một tay hay sao? Tiểu nữ đến xin nguyên soái tạm quản chuyện công thành. Tạm quản chuyện công thành à? Sao vậy? Để tránh sinh linh lầm than, sư phụ đã đến Tây Lương Dương phủ khuyên đại dương bãi binh. Hai sư đồ cô nương đúng là nhiều chuyện thiệt đó. Hả? Thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Chả lẽ Phạm cô nương vẫn chưa biết Nhị Lộ đại quân triều đình tiếp cận thành Tỏa Dương sao? Chỉ cần đại nguyên soái tạm quản chuyện công thành, tiểu nữ sẽ khuyên Nhị Lộ đại quân tạm dừng tiếp cận ngay. Sao cô nương không nhìn lại mình là ai? Chỉ dựa vào cô nương thì có thể khuyên Nhị Lộ đại quân triều đình tạm quản tiến quân sao? Nực cười. Nếu như đại nguyên soái có thể tạm quản chuyện công thành mà Nhị Lộ đại quân không nghe lời khuyên của tiểu nữ, tiểu nữ sẽ giúp cho đại nguyên soái công thành, bắt giữ hoàng đế. Có thật không vậy? Tuyệt vô hí ngôn. Được, Phàn cô nương, bổn soái tin cô nương một lần. Bổn soái ra lệnh tạm quản công thành 3 ngày, nhưng mà cô nương phải ngăn cản đại quân triều đình, kêu họ dừng lại 3 ngày. Đánh hay nghị hòa sẽ do đại dương định đoạt. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu nữ sẽ đi ngay. Cáo từ. Tiễn Phàn cô nương. Dạ. Bây giờ một bà điên dẫn theo một con nha đầu điên muốn ngăn cản trận chiến này, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Nực cười. Người đâu? Dạ. Truyền lệnh của ta, ngày mai công thành. Dạ. Nếu Lê Sơn Lão Bẩu thuyết phục được đại dương bãi binh thì sao? Bất kể đại dương quyết định như thế nào, ta đã quyết định rồi, hành xử theo kế hoạch. Nguyên soái không sợ làm trái lệnh vua sao? Bây giờ không thể lo lắng nhiều được nữa. Giống như cô ta đã nói, chỉ cần bắt giữ được hoàng đế, có gì mà không giải quyết được. Nói cũng phải, nhưng mà nếu Phàn cô nương thật sự khuyên được Nhị Lộ đại quân tạm dừng tiến quân thì sao? Đúng là hợp ý ta. Chỉ cần cô ta tìm được đại quân triều đình tạm dừng 3 ngày thì ta sẽ đại công cáo thành. Vậy thì Phàn cô nương này sẽ rất khó xử. Ha, Phi Bạc thiền sư đây có lòng Bồ Tát từ lúc nào vậy? Chỉ là một con nha đầu, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Hay để cho cô ta biết cái gì là binh bất yếm trá, để cho cô ta mở mang tầm mắt. Nguyên soái cao minh. Điều này gọi là trời đang giúp cho ta. Dương phủ. Đạo trưởng lâu rồi không gặp, bà khỏe chứ? Chào Lý thị vệ, lâu quá không gặp. Chẳng hay đại dương có ở trong cung không? À, đại dương đã dùng bữa. Bần đạo có chuyện cầu kiến đại dương. Cho phép hạ quan đi bẩm báo một lát. Làm phiền nha. Xin đạo trưởng chờ một lát.
Bái kiến Dương phi nương nương. Lý phó thị vệ có chuyện gì không? Lê Sơn lão mẫu đang đứng ở ngoài cung cầu kiến đại dương. Khoan đã, nương nương có căn dặn gì? Ái phi, hai người đang thì thầm cái gì vậy? Đại dương không có gì hết. Đại dương nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ về ngay. Ngươi đi theo ta. Dạ. Thật ra đại dương vẫn còn đang do dự. Nếu nghe lời bà ta nói, đại dương chắc chắn sẽ lay chuyển. Hơn nữa xưa nay đại dương luôn tôn trọng bà ta, rất tán thưởng ý kiến của bà ta, cho nên không được cho bà ta gặp mặt đại dương. Nhưng mà đạo trưởng vẫn đang đợi ở ngoài. Để bổn cung đuổi đi, ngươi không cần lo lắng. Dạ. Hôm nay Lê Sơn lão mẫu có thời gian xuống núi sao? Bần đạo có chuyện quan trọng muốn gặp đại dương, xin nương nương giúp giùm cho. Lão mẫu là người chuyên tâm lo tu đạo, không biết có chuyện quan trọng gì. Có phải đang thiếu tiền hương quả? Cần bao nhiêu vậy? Bổn cung cho người mang tới. Nương nương hiểu lầm rồi, bần đạo không đến vì tiền. Lão mẫu có chuyện quan trọng gì? Nếu tin tưởng bổn cung thì hãy cho bổn cung biết, để bổn cung bẩm báo lại. Xin nương nương thông cảm, chuyện này cần phải gặp đại dương. Lão mẫu không tin bổn cung hay sao? Bần đạo không dám, tại vì chuyện rất hệ trọng, phải gặp đại dương để định đoạt. Không tin bổn cung, bổn cung cũng hết cách. Nhưng điều không may là đại dương đã nhiễm phong hàn, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, không muốn tiếp khách, xin về cho. Quân tử không nói dối, hôm qua đại dương còn săn bắn ở Tây Nam Sơn, sao lại nói ông ấy đã nhiễm phong hàn? Cái gì mà dối chứ không dối chứ, nói ông bị bệnh tức là bị bệnh. Chẳng lẽ bổn cung đường đường là một dương phi, còn phải để cho một lão đạo bà như bà dạy dỗ? Xin nương nương tự trọng. Sao vậy hả? Bổn cung gọi là lão đạo bà, lão mẫu không vui sao? Gọi bần đạo là gì không quan trọng, chỉ là với thân phận của nương nương, phát ngôn không khác gì dân xó chợ, khiến người ta trơ mắt nhìn. Một lão đạo bà cũng dám mắng bổn cung là vô lại xó chợ hay sao? Hôm nay bần đạo đến đây không phải muốn cãi nhau với nương nương, chỉ là có chuyện rất quan trọng. Xin nương nương phải nghĩ đến đại cuộc, làm ơn giúp giùm cho. Bà đang xin ta đó hả? Bần đạo khuyên người. Bổn cung nói rồi, không gặp. Thật ra bổn cung biết bà muốn gặp đại dương để nói chuyện gì. Ta cho bà biết, bọn ta đang sắp tấn công thành Tỏa Dương rồi. Chỉ là trong lúc quan trọng, bổn cung không muốn vì sự ảnh hưởng của bà phá hoại kế hoạch lớn này của bọn ta. Thì ra là như vậy. Bần đạo tặng nương nương mấy chữ. Là chữ gì? Họa đều xuất phát từ không thỏa mãn. Ít ngồi đáy giếng, kiến thức đàn bà. Nói như vậy thì bần đạo không thể gặp đại dương rồi. Nhưng bần đạo có một câu, xin người chuyển đến đại dương. Người có thể chuyển lời không? Bà cứ nói. Tiểu nhân ở bên cạnh là bất hạnh của quân dương, bất hạnh của đất nước. Người đâu? Dương phi nương nương, người muốn đưa bần đạo vào chỗ chết sao? Đúng vậy. Xem ra từ nhỏ thì nương nương đã học vô ảnh kiếm từ vô ảnh đạo nhân rồi. Sao lão mẫu biết được? Vô ảnh kiếm của độc thủ lão nhân thiên hạ vô song, trong giang hồ có ai mà không biết. 6 tuổi thì bổn cung đã bái sư học kiếm, chính là vì ngày hôm nay. Xem ra hai tỷ đệ nương nương từ nhỏ đã có giả tâm. Vậy thì đã sao? Cho nên hai tỷ đệ nương nương khơi dậy trận chiến máu chảy thành sông lần này. Kiến thức của đàn bà, người muốn làm nên việc lớn không bao giờ nói như vậy. Xem ra bần đạo đã làm phiền rồi. Nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc điều gì? Bần đạo đáng tiếc cho hai người. Bà nói ai? Một là đáng tiếc cho độc thủ lão nhân. Ông ấy nhận đệ tử xưa nay đều xem trọng tiên phú nhị phẩm, không xem trọng con người thế đạo. Đáng tiếc thật. Kết quả là cả đời anh minh đều bị đệ tử làm nhục. Bà, đáng tiếc thứ hai là đáng tiếc cho đại dương. Ông ấy bị người ta xem như con cờ giúp cho kẻ ác, nhưng vẫn không biết gì. Thật sự hồ đồ.
Nương nương thấy bọn họ có đáng tiếc, đáng than trách, đáng bi ai không? Uổng công bà là người tu đạo, lại ăn nói tùy tiện như vậy. Bà mắng nguyên soái sỉ nhục Dương Phi thì không nói đi, hôm nay còn sỉ nhục sư phụ của ta, còn dám nhục mạ Đại Dương. Nếu không cho bà bỏ xác ở đây, khó giải được mối hận trong lòng ta. Tiếp chiêu. Dừng lại! Phía trước là ai vậy? Huynh đợi đệ ở đây, đệ đi xem thử. Được. Chưa. 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 Thì ra là một cô nương. Tại sao cô nương lại cản đường đại quân ta? Ngươi là nhị lộ đại quân của triều đình đúng không? Đúng vậy. Tại hạ là tiên phong từ bộ La Chương. Chẳng hay cô nương là ai? Ta là Phàn Lê Quê, là con gái của Phàn Hồng, chủ tướng Hàng Giang Quan. Nghe danh Phàn lão tướng quân lâu rồi, chẳng hay cô nương đến đây có chuyện gì? Ta muốn gặp Tiết Đinh Sang, nguyên soái của các ngươi. Cô nương có chuyện gì xin gặp nguyên soái? Ta có chiến sự quan trọng muốn thương lượng với ngài ấy. Cô nương được gia phụ nhờ cậy sao? Không phải. Vậy là được thương bổ đồng nhờ cậy? Cũng không phải. Vậy thì nguyên soái chúng tôi không thể gặp cô. Xem ra nguyên soái của các ngươi cũng làm ra dễ lắm. Thứ lỗi nói thẳng, Phàn cô nương là con gái của phiến tướng. Bây giờ đôi bên đang chuẩn bị đánh nhau, ta có thể tùy tiện cho cô nương gặp nguyên soái không? Ta đã học võ từ nhỏ, chưa từng tham chiến bao giờ. Ta được sư phụ nhờ cậy mới đến bái kiến nguyên soái của các người. Dám hỏi, sư phụ Phàn của nương là ai? Lê Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu đức cao vọng trọng, giảng bối rất kính phục. Cô nương, mời về cho. Nếu người không chịu thông báo, ta sẽ tự đi tìm. Khoan đã. Người muốn làm gì? Ta nói thật cho người biết, hôm nay ta nhất định phải gặp nguyên soái của các ngươi. Vậy phải xem cây thương trong tay tại hạ có đồng ý không. Dừng lại. Ê, khai bẩm nguyên soái, phía trước có một cô gái ngăn cản đại quân tiến lên. La tướng quân đang giao đấu với cô ta. Cô ta có võ công rất cao, e rằng La tướng quân không phải là đối thủ. Đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, để ta đi xem thử. Chà. Chà. Phàn cô nương, quả nhiên võ công cái thế, tại hạ không thể sánh bằng. La tướng quân tuổi còn nhỏ mà đã dũng mãnh tới như vậy, bổn cô nương khâm phục vô cùng. Xem ra triều đình có rất nhiều nhân tài, đây là phước của đất nước. Xin hỏi La tướng quân, La Thông là gì của tướng quân vậy? Chính là gia phụ. Nếu là lệnh tôn, xin nhận một lạy của tiểu nữ. Cô nương làm vậy là sao? Năm xưa La tướng quân chinh Bắc uy chấn thiên hạ, lần này hiến thân cho nước, xem thường cái chết. Đúng là tấm gương của bổn cô nương. Chưa. Chưa. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Gặp chuyện bất bình ra ta giúp đỡ thôi, đừng khách sáo. Là huynh ấy. Báo cáo nguyên soái, vị này chính là Phàn cô nương. Huynh chính là sư huynh
Tiết Đinh Sang. Hả? Cô là? Muội là Phàn Lê Quê đây. Lê Quê. Muội xem chỗ này viết hay biết bao nhiêu. Muội tên là gì, mấy tuổi rồi? Muội 8 tuổi, tên là Phàn Lê Quê. Lê Quê, sao lại là muội chứ? Có một lần muội đi ngang qua Nam Đào Sơn, gặp một thiếu hiệp thấy chuyện bất bình, trừng phạt tên ác bá, thì ra chính là huynh đó hả? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng đáng nhắc đến. Hành vi hiệp nghĩa của sư huynh khiến người ta rất khâm phục. À, phải rồi, muội tìm huynh có chuyện gì không? À, là sư phụ kêu muội tới tìm huynh. Sư phụ của muội có khỏe không? Sư phụ vẫn khỏe, hai hôm trước còn nhắc tới sư huynh đó. Người nhắc tới ta à? Đúng vậy, nói là thưa quân sắp tấn công thành Tỏa Dương, quân nhị lộ của huynh cũng muốn đến đó giao chiến, để tránh sinh linh lầm than. Sư phụ đã tới Tây Lương Dương phủ, khuyên can vua Tây Lương bãi binh đình chiến, đồng thời kêu muội khuyên thư Bửu Đồng nguyên soái tạm quản công thành, chờ định đoạt của Đại Dương. Với lại kêu muội đến đây thông báo cho huynh tạm quản tiến quân, như vậy sẽ quá can qua thành Ngọc Thạch, tạo phước cho Lê dân bá tánh. Ừ, thì ra là như vậy. Chắc là sư muội cũng biết Tây Lương chẳng qua chỉ là một trong các phiên bang của Đại Đường. Từ thời Tiên Đế đề xướng trị vì trinh quan cho đến nay, đất nước luôn luôn giàu mạnh, bá tánh an cư lạc nghiệp. Nhưng không ngờ vua Tây Lương này lại bị thư tặc mê hoặc, còn muốn xưng bá Trung Nguyên, phát động chiến tranh. Hoàng thượng đã hạ chỉ xuất binh cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà nếu như vua Tây Lương chịu ăn năn hối cải, tất nhiên là chuyện tốt. Ta nghĩ hoàng thượng cũng sẽ xử tội nhẹ cho ông ta. Ừ, lời nói của sư huynh chí tình chí lý. Vậy vua Tây Lương có đồng ý hay không? Sư phụ đã tới Tây Lương Dương phủ, tình hình như thế nào vẫn chưa biết. À, còn thư Bửu Đồng thì sao? Thư nguyên soái đã đồng ý tạm quản công thành lại 3 ngày để đợi lệnh của Đại Dương, cho nên muội mới đến đây thông báo với huynh tạm quản tiến quân. Nếu đã là như vậy không thành vấn đề, chỉ sợ là hắn không giữ lời thôi. Chính miệng nguyên soái hứa với muội mà. Theo như huynh được biết, hắn không phải là chính nhân quân tử. Vậy ý của sư huynh thế nào? Ờ, như vậy đi, huynh sẽ hứa với muội. Thật không? Huynh nói thật chứ? Ừ. Trong quân vô hiến ngôn, nhưng mà quân đội của huynh phải đến thu qua bán trang, cách thành Tỏa Dương nửa ngày đường để hạ doanh trại. Huynh muốn... Lòng hại người không nên có, lòng đề phòng người không thể không có. Nếu một mai hắn không giữ lời hứa thì sao? Huynh cũng không đến mức bị động. Sư muội đừng quên, huynh còn trọng trách cứu giá ở trên người mà. Ừ, muội hiểu mà, cũng công bằng lắm. Ừ. Mau truyền lệnh xuống, toàn quân hỏa tốc đến thu qua bán trang, an doanh hạ trại. Không được rời khỏi doanh trại một bước, ai trái lệnh chém. Tuân lệnh. Sau đó các cần phải lập tức phái thêm thám tử giám sát động thái thành Tỏa Dương, suốt ngày đêm báo cáo cho ta biết. Dạ. Đa tạ sư huynh, vậy muội cáo từ trước. Sư muội nhớ bảo trọng đó. Huynh cũng vậy. Giết! Các tướng nghe lệnh, bằng bất cứ giá nào phải chiếm được thành. Người nào trái lệnh chém. Lên. Quân sư, quân địch đã bắt đầu công thành. Được lắm, tấn công càng nhiều càng dữ dội càng tốt. Ý của quân sư là số lần tấn công càng nhiều càng tốt, vậy binh lực tiêu hao cũng lớn theo đúng không? Đúng, thì nhị lỗ đại quân tới đây cũng tiết kiệm sức lực hơn. Mạc tướng hiểu rồi. Nhưng mà tướng quân phải điều phối binh lực tốt, tuyệt đối đừng để binh lực có bất cứ đột phá nào. Bên cửa đông tiến hành thế nào rồi? Đang tranh thủ thời gian thi công, có lẽ tối nay sẽ hoàn thành.
Được, tối nay cần phải hoàn công. Nói không chừng ngày mai sẽ cần tới nó đó. Dạ, cứ để bọn chúng tới đây. Tiểu nhân bị ổi. Đứng lại. Thưa Bửu Đồng, ngươi ra đây cho ta. Nhà đầu to gan, dám gọi tên nguyên soái sao? Nè, Phan cô nương, có chuyện gì mà phải giận như vậy chứ? Nhị lộ đại quân người ta suy nghĩ cho sinh linh thiên hạ, nghe theo lời khuyên của ta đã án binh bất động rồi. Nhưng còn ngươi thì hay rồi, ăn nói không giữ lời, đúng là một tên tiểu nhân bỉ ổi. À, thì ra cô nương đã khuyên được nhị lộ đại quân rồi à. Được, xem như cô nương đã lập được một công lớn. Yên tâm đi, bổn soái sẽ bẩm báo sự thật với lại đại dương, khen thưởng cho cô. Thưa Bửu Đồng, người nói không giữ lời, bỉ ổi vô sĩ, làm sao xứng với thân phận nguyên soái chứ? Nộp mạng đi. Phan cô nương, cô nóng tính thiệt đó. Nghe đây, có ai muốn giao đấu với Phan cô nương hay không? Chỉ cần giữ được cô nương lại, muốn chém muốn giết, muốn làm thê muốn làm thiếp, tùy ý các ngươi xử trí. Nguyên soái, nếu như nguyên soái nghĩ như vậy thì mặt tướng không khách sáo đâu. Phi Long tướng quân, tướng quân nghênh chiến giùm ta. Nếu ngươi có thể giữ cô lại được thì cô sẽ là của ngươi. Mặt tướng tuân lệnh. Cô nương, nếu nguyên soái đã nhường cô nương cho ta, ta thấy cô nương xinh đẹp như hoa, da dẻ mịn màng, đánh cô nương ta không nỡ đâu, giết cô nương ta còn không nhẫn tâm. Đúng lúc thê tử thứ 8 của ta vừa mới qua đời, cô nương ngoan ngoãn theo ta đi ha. Nói như vậy, trong nhà ngươi đã có 7 tiểu thiếp rồi. Đúng, nói không sai. Cô nương hãy làm thiếp thứ 8 của ta. Ta bảo đảm cả đời của cô được đeo vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Bắt đầu từ hôm nay, 7 tiểu thiếp của ngươi phải ở quá rồi. Hay cho con tiện tỳ không biết điều này, đừng trách ta vô tình. Ta nghĩ ngươi muốn chết rồi đó. Đứng lại. Đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Đuổi theo. Không chạy. Đứng lại. Đứng lại. Đuổi theo. Vừa rồi quân sư đã căn dặn, tối nay nhất định phải hoàn công, có vấn đề gì không? Cho tướng quân cứ yên tâm, tối nay nhất định hoàn công. Được. Các huynh đệ, đi. 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 Nhanh. Đi. Đi. Ý. Báo cáo là tướng quân đã đến thôn Hoàng Bán Trang rồi. Truyền lệnh đi, hạ trại tại chỗ. Dạ. Đi. Soái, bần đạo xin nói thẳng, theo cách công thành ngày hôm nay, 10 ngày cũng không thể chiếm được. Dù có chiếm được, tướng sĩ chúng ta cũng sẽ thương vong nhiều hơn. Vậy các vị nói phải làm sao? Nguyên soái, chúng ta có thể tìm một điểm đột phá khác, toàn lực tấn công hay không? Điểm đột phá? Được. Vậy tìm điểm đột phá đó ở đâu chứ? Cửa đông. Ngài quên rồi sao? Chúng ta đã kêu Dương Khuê Sơn phối hợp ở cửa đông rồi mà. Cửa đông. Được. Vậy thì các vị mau thông báo Dương Khuê Sơn, ngày mai phối hợp với chúng ta cùng nhau hành động, kêu hắn dù phải liều chết cũng phải mở cửa đông ra cho ta. Sau đó hai vị quân sư hãy dẫn theo tướng lĩnh của mình đánh vào trong đó để bảo tồn thực lực của chúng ta. Ta với Từ tướng quân, Kim tướng quân, mỗi người dẫn theo 5.000 tân binh bắt giữ Cẩu Hoàng Đế. Kế này hay lắm. Vậy bần tăng liên hệ Dương Khuê Sơn ngay. Tốt. Báo cáo nguyên soái, nhị lộ đại quân chiều hôm qua đã tới thôn Bán Trang hạ trại rồi.
Hả? Nhanh như vậy à? Bây giờ cách nơi này còn bao xa? Chỉ còn nửa ngày đường. Chiều hôm qua thì bọn họ đã hạ trại ở thôn Trang sao? Tại sao không tiếp tục tiến quân? Nghe nói họ đã hứa với một cô gái, cô đó tên là Phàn Lê Quê gì đó. Chỉ cần quân ta không cộng thành thì họ sẽ không tiến quân nữa. Được, tiếp tục thám thính. Dạ. Tiết Đinh Sang, con người này đáng sợ thật. Hả? Quân sư nói vậy là có ý gì? Tiết Đinh Sang làm như vậy có thể nói là có lý, có lợi, có tiết chế. Ý ngài là sao? Phàn cô nương yêu cầu bãi binh đình chiến, hắn đã đồng ý rồi, đồng thời còn giữ lời hứa giành được lòng dân. Nếu quân chúng ta thật sự bãi binh đình chiến, hắn đã có uy tín từ trước, không thể trách hắn được. Đây là lý. Nếu như quân ta không giữ lời hứa và còn công thành, thì thôn Hoa Bán Trang chỉ cách nơi này nửa ngày, một bước chân là tới, không ảnh hưởng tới đại cuộc. Đây là lợi. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn tấn công chúng ta, cũng có danh nghĩa, đúng là đoàn quân nhân nghĩa. Tiết Đinh Sang tuổi tác còn nhỏ, lại mới bước vào đời, thì đã biết tính toán lo xa như vậy, không đáng sợ sao? Lời của đại sư nói rất đúng. Được rồi, được rồi, được rồi đó. Hai vị lúc nào cũng nói với ta khen địch như vậy hết, trận này làm sao đánh đây? Chỉ biết khen oai phong của người khác, diệt chí khí của chính mình. Ta cho hai vị biết, đừng có mà khen họ như thiên binh thần tướng. Cho dù chỉ còn lại một mình bổn soái, ta cũng sẽ liều mạng sống chết với chúng. Quỳ soái bất giận, chúng tôi chỉ là phân tích tình hình địch, không có ý gì khác. Ta cho hai người biết, tốt nhất là hãy nói mấy chuyện ta thích nghe, chuyện ta không thích nghe thì nói bớt lại một chút đi. Ha, mau nói đi, phải làm sao đây? Nói điều ta thích nghe đi. Theo như bần tăng thấy, bây giờ chỉ còn hai cách. Một, sáng mai công thành cho sớm, kêu Dương Quê Sơn phối hợp hết mình chiếm lấy một lần, tấn công vào thành trước khi Tiết Đinh Sang tới nơi, biến bị động thành chủ động. Nếu bắt được Cẩu Hoàng Đế thì đại công cáo thành rồi. Điều này ta thích nghe đó. Còn điều thứ hai, nếu không thể chiếm lấy một lần, chúng ta sẽ rút về doanh trại trước giờ trưa, đề phòng Nhị Lộ đại quân đó tấn công. Nếu như họ biết chúng ta muốn công thành thì họ sẽ đến thành Tỏa Dương ngay lập tức. Còn nếu như không rút về doanh trại để phòng thủ thì trước sau cũng gặp quân địch. Kế này rất hay. Vậy thì làm phiền thiền sư mau thông báo cho Dương Khôi Sơn đi. Dạ. Đứng lại, xin hỏi cô nương có chuyện gì? Ta họ Phàn muốn gặp Tiết nguyên soái các ngươi. Chờ một chút, để tôi vào bẩm báo. Tư Bổ Đồng tuyệt đối không phải là một người giữ lời hứa. Trương Định xuống đi, kêu các tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Dạ. Báo. Báo cáo nguyên soái, bên ngoài có một cô gái họ Phàn cầu kiến. Báo mời vào đây đi. Dạ. Mọi người mau lùi xuống đi. Dạ. Nguyên soái, sao cô ta lại tới rồi? Phàn cô nương tới. Để lui xuống trước đi. Dạ. Sư muội, đây có chuyện gì à? Sư huynh, muội đến đây là để thỉnh tội với huynh. Thỉnh tội? Sao lại có tội chứ? Muội thật sự không ngờ Thư Bửu Đồng là một tên tiểu nhân bỉ ổi. Sáng nay muội vừa mới đi thì hắn đã công thành rồi, còn muốn kêu muội khuyên huynh đình chỉ tiến quân, lỡ mất quân cơ nữa, dĩ nhiên có tội rồi. Sư huynh, muội xin chịu phạt. Ừ. Thật ra Tư Bửu Đồng không phải là hạng tốt lành gì, hắn thư tính cũng nằm trong dự đoán của huynh. Muội với sư phụ của muội chỉ muốn giúp ba tánh lưu tới nhất giả đã làm hết sức mình rồi. Tiết Đinh Sang này rất kính phục. Còn về chuyện quân ta hạ trại trước thời hạn cũng là về tiến quân nhanh hơn, không để lỡ mất quân cơ, muội không cần phải tự trách. Sư huynh đúng là người độ lượng, sư muội rất hổ thẹn. Quân sư, Dương Khuê Sơn nhận được tin của Phi Bạc Thiền Sư. Ngày mai công thành. Bây giờ xem ra Nhị Lộ đại quân cách thành Tỏa Dương còn chưa tới một ngày được. Nhưng quân thư đang nóng lòng muốn công thành chiếm lấy thành Tỏa Dương trước khi quân Nhị Lộ tới nơi. Báo. Quân sư, vừa nhận được phi cấp truyền thư của quân Nhị Lộ.
Nhị Lộ đại quân sẽ tới thành Tỏa Dương vào ngày mai. Được lắm, đã tới lúc tiêu diệt hết quân địch rồi. Quân sư, ngài thấy bước tiếp theo chúng ta phải nên bố trí như thế nào đây? Trưa mai quân Nhị Lộ sẽ tới nơi. Nếu như trưa mai quân địch không chiếm được thành Tỏa Dương, họ nhất định sẽ rút vào doanh trại nghênh chiến với quân Nhị Lộ. Châu tướng quân, công trình cửa đồng tiến triển thế nào? Tất cả đã hoàn công. Được, ngày mai ở cửa đồng sẽ cho quân địch một trận đích đáng. Sau khi quân Nhị Lộ tới nơi, chúng ta xuất thành giáp công. Hai vị nghe rõ đây, truyền lệnh các tướng lĩnh cùng đến đại sảnh nghe lệnh điều động. Dạ. Cửa đông. Hay cho Dương Khuê Sơn, hôm nay ngươi đã lập được một công lớn rồi. Giết! 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 Công! Giết! Dương! Chết rồi, chúng ta trúng kế rồi, rút quân mau, toàn quân rút lui. Chà. 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 Báo cáo đại nguyên soái, quân Nhị Lộ triều đình chỉ cách thành Tỏa Dương 20 dặm thôi. Cái gì? Truyền lệnh của ta, toàn quân rút vào doanh trại đi. Dạ. Chà. 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 Chúng tướng nghe lệnh. Dạ. Chủ tướng La Chư. Có mặt tướng. Phó tướng Tần Anh. Có mặt tướng. Lệnh cho hai người dẫn theo 5 vạn binh mã, lấy cờ của mình làm hiệu, đến trước cột đất mũi tên của phiến quân Hà Trại. Sau khi nghe tiếng pháo hiệu, đánh vào tay dinh, không được sai sót. Tuân lệnh. Chủ tướng Đầu Nhất Hổ, Hắc Thành Tinh, Trình Thiên Trung. Có mặt tướng. Lệnh cho ba người dẫn theo 5 vạn binh mã, lấy cờ của mình làm hiệu, đến trước cột đất mũi tên của phiến quân Hà Trại. Sau khi nghe tiếng pháo hiệu, giết vào nam doanh, không được sai sót. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh còn lại đi cùng chúng ta đánh chiếm đông doanh. Dạ. Từ Ái Khanh, Khanh ra lệnh đi. Thần tuân chỉ. 30 vạn Nhị Lộ đại quân của ta đã tới bên ngoài thành Tỏa Dương. Quân thư phiến loạn đã lui về thành Tỏa Dương cố thủ. Có lẽ vào giờ trưa Nhị Lộ đại quân của ta sẽ bắt đầu tấn công. Chúng ta chia thành 4 ngã tiếp ứng Trình Thiết, Ngưu Dương Thành. Dạ. Lệnh cho hai người dẫn 2 vạn binh mã, trong lúc Nhị Lộ đại quân phát động cuộc tấn công, xông ra cửa nạp tiếp ứng. Tuân lệnh. Giang Hổ, Triệu Tư. Có mặt tướng. Lệnh cho hai người dẫn theo 2 vạn binh mã, xông ra cửa Tây, giết về phía quân địch tiếp ứng. Tuân lệnh. Quốc Tri Hiệu Hoài, Dương Bằng. Lệnh cho hai người dẫn theo 2 vạn binh mã, xông ra cửa đồng tiếp ứng. Có mặt tướng. Châu Thành. Có mặt tướng. Cậu thống lĩnh Bát Đại Ngự Tổng Binh ở lại trong thành hộ giá. Tuân lệnh. Hoàng thượng, giờ mùi, mời hoàng thượng lên tường thành cửa đồng. Lên tường thành à? Tại sao vậy? Không lẽ hoàng thượng không muốn chính mắt nhìn thấy tình cảnh quân ta giết quân giặc sao? Để trẫm suy nghĩ lại. Chuyện con nói có thật không vậy? Lời nói của con đều là sự thật. Con đã mắng nguyên soái, còn muốn giết ông ấy sao? Đúng vậy. Không giết hắn, khó mà giải được mối hận trong lòng con. Cha, con nghĩ chắc cha anh minh cả đời, đừng đi theo tên tiểu nhân bỉ ổi Thư Bửu Đồng đó nữa. Cái đồ khốn kiếp này, con còn dám hướng đau về đại nguyên soái, còn muốn lời nhục mạng ngày ấy. Phan gia ta có đứa con ngỗ nghịch bất hiểu như con, đúng là gia môn bất hạnh mà. Cha, sao cha không phân biệt thị phi, không phân biệt trắng đen vậy? Im đi, đừng gọi ta là cha. Ta không có đứa con gái như ngươi. Phan Long, Phan Hổ, đuổi đứa ra ngoài đi. Lão gia, con vẫn còn nhỏ không biết gì hết, lão gia tha cho nó lần này đi. Bà cũng im miệng lại cho tôi. Đứa con ngỗ nghịch này là do bà khứng chịu mà ra. Phan Long, Phan Hổ, các con đứng đó làm cái gì? Còn không đuổi nó ra ngoài đi. Cả đời này ta không muốn gặp lại nó nữa. Đi đi sư muội. Đừng làm cho cha giận nữa. Đi đi.
Nữ nhi bất hiếu, con xin cha nhớ phải bảo trọng. Lê Quy, Lê Quy, hai vị huynh trưởng, tiểu muội nhờ hai vị giúp cha nhìn rõ tình thế, đừng nên cái mè một lứa với Thư Bửu Đồng đó. Muội còn nói giảm nữa sao? Là phần con gái muội biết cái gì chứ? Hay là muội về Lê Sơn tu luyện cho tốt đi, sau này chuyện như vậy đừng xen vào nữa. Được rồi, xem ra hai người các huynh đã chọn con đường đen tối này. Mẹ, con gái bất hiếu không thể hầu hạ ở bên cạnh mẹ, mẹ nhớ phải bảo trọng đó. Con gái à, không có mẹ ở bên cạnh, con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Con biết rồi mẹ, mọi người cũng về hết đi. Sư muội, muội muốn đi đâu? Thành Tỏa Dương. Không phải cha kêu muội về Lê Sơn sao? Muội tới đó làm gì? Nè, khởi bẩm hoàng thượng, vị lộ đại quân bắt đầu tấn công. Hoàng thượng, người xem đi. Từ Ái Khanh, hai viên tiểu tướng này là ai vậy? Trong phi cáp truyền thư của vị lộ đại quân nói là sau khi La Thâu hiến thân cho nước, con trai La Dương thay thế vị trí của cha. Ngài xem, người cầm đề La Thương ở trong tay có lẽ là La Dương, viên tiểu tướng kia có lẽ là Tân Anh. Tướng dáng người nhỏ bé tay cầm hoàng kim côn kia là người nào vậy? À, khởi bẩm hoàng thượng, trong thư nói trong lúc nhị đồ đại quân đi qua Kỳ Bàn Sơn thì đã thu phục hai viên đại tướng nam nữ. Người nữ tên là Đậu Tiên Đầu, là người xinh đẹp như hoa, đã thành hôn với lại Tiết Đình Sang. Còn người nam tên Đậu Nhất Hổ, có dáng người nhỏ bé nhưng võ công siêu phàm, có lẽ chính là người này. Kìa, Từ Ái Khanh có chuyện gì vậy? Viên phó tướng đứng sau Đậu Nhất Hổ hình như là chủ tướng của Tiếp Thiên Quan địch quân Hắc Thạch Tinh thì phải. Không lẽ hắn đã quy thuận triều đình? Nếu đã như vậy thì quá hay rồi. Đây là Trình Thiên Trung, chính là cháu của Trình Lão Thiên Tuế. Nghe nói võ công của hắn tiến bộ thần tốc. Chẳng lẽ còn mạnh hơn Trình Lão Thiên Tuế hay sao? Kể tới võ công, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trình Lão Thiên Tuế, Thiên Tuế hai điều quân ở đây. Bây giờ bổn soái phải đi đến Đông Doanh ngay lập tức. Đinh Sang, hãy cẩn thận nha. Chắc
Đại tướng quân dưới lá cờ Thư Nguyên Soái, Tôn Đức Từ Nhân đang ở đây. Đường tướng Tô Gan dám xông vào tây doanh của ta, các ngươi không sợ chết hay sao? Hả? Ngươi chính là Tôn Đức sao? Đúng vậy. Phản tặc Tôn Đức, ngươi muốn xuống ngựa đầu hàng hay là muốn bổn tướng quân ra tay? Xem ra đúng thật là ngươi chán sống thật rồi hả? Xem ta đây. Chà, Châu tướng quân có mặt tướng. Đã tới giờ rồi, truyền lệnh đi, mở bốn công thành để các tướng sĩ xuất thành tiếp ứng. Tuấn lĩnh. La Chương này tuổi vẫn còn nhỏ mà lại dũng mãnh như vậy, hình như còn hơn cha của hắn nữa. Hoàng thượng, hai năm trước hắn vẫn chưa tiếp nổi 10 chiêu của cha, nhưng không ngờ hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. À, hoàng thượng à, mau nhìn bên kia kìa. Đó là Đậu Nhất Hổ đúng không? Chính là hắn. Khiến tướng mau báo họ tên đi, để bổn tướng quân biết là mình đã giết chết ai. Hùng Hổ tướng quân Các Thiên Định. Quy Lan tướng quân Dương Phương. Ta muốn nói với mọi người các ngươi, người nào người nấy đều không có bản lĩnh thật sự, nhưng tên thì nghe cũng hay đó. Qua đây, để gia gia đây xem các ngươi có đáng chết hay không. Khoan đã, còn ngươi là ai? Báo rõ họ tên đi. Ta chính là chủ tướng chuyên giết hổ lang như các ngươi, Đậu Nhất Hổ. À, thì ra là sơn tặc trên Kỳ Bàn Sơn Đậu Nhất Hổ à. Ta khinh. Ta nhổ các ngươi đó, đừng có nhìn người khác. Sơn tặc thì sao chứ, sơn tặc dù sao cũng tốt hơn bọn phản tặc các ngươi. Hơn nữa, bây giờ ta đã cải tạo quy chánh rồi. Đây cũng phải hát thạch tình hát tướng quân sao? Sao chỉ trong một đêm trở thành phiến tướng rồi? Xin hỏi Dương tướng quân, chữ phiến viết như thế nào vậy? Còn phải nói sao? Các người phản bội đại dương, phản bội đại nguyên soái như ngươi chính là phản đồ. Vậy ta xin hỏi, Thư Nguyên Soái với đại dương trước đây cũng là thần dân của đại đường, bây giờ lại khởi binh tạo phản, tấn công triều đình, như vậy là sao đây? Không trả lời được chứ gì? Để ta cho tướng quân biết, như vậy mới là phản bội thật sự, phản đồ tội nặng nhất. Bây giờ tướng quân dừng bước trước vực thẳm vẫn còn kịp. Đừng lôi thôi với hắn nữa. Đậu Nhất Hổ này quả nhiên là một viên mạnh tướng hiếm có. Trường Giang sống sao xô sống trước, đại đường có rất nhiều nhân tài, này đúng là hậu phúc trời ban. Từ Ái Khanh, con người tay đang cầm kim đao kia là ai vậy? À, hắn chính là chủ tướng Tiếp Thiên Hoàng Hắc Thành Tinh. Nghe nói lần này hắn đã hiến quan quy hàng. Được, hay lắm. Nếu Tây Lương có thêm một số người thức thời như vậy thì hay biết mấy. Người đến có phải là Tiết Đinh Sang không? Chính là bổn soái. Quả nhiên là ngươi. Ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, tại sao phải tới đây nạp mạng? Ngươi có biết cha ngươi Tiết Nhân Quý đã bị ta đánh nằm liệt giường rồi không? Sao hả? Ngươi cũng muốn tới tìm cái chết à? Thương tặc, ngươi hãy nghe đi. Thực ra là thái bình thịnh thế, nhưng ngươi lại không chịu an phận, khởi binh tạo phản, hại nước hại dân. Hôm nay bọn ta phụng lệnh của thiên tử, thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Ngươi hãy mau đưa ta chịu trói đi, ta sẽ bẩm lên hoàng thượng, sẽ miễn tội chết cho ngươi.
Nếu không, ngươi khó thoát cái chết. Hỗn xược! Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu ngươi không sợ chết thì cứ qua đây đi. Đó chính là nguyên soái nhị lộ Tiết Đinh Sang sao? Phải, chính là Tiết Đinh Sang. Được. Thư mũ đồng này không phải được mệnh danh là thiên hạ vô địch hay sao chứ? Thư mũ đồng tuy là võ công cao cường nhưng không sánh bằng Tiết Đinh Sang của chúng ta đâu. Có vị anh hùng như vậy thật đúng là phúc của triều đình mà. Vừa rồi Khanh nói cô gái này chính là đậu tiên đồng của Kỳ Bằng Sơn sao? Dạ phải, bây giờ cô ấy là thê tử của Tiết Đình Sang. Có nữ hào kiệt như vậy quy thuận triều đình đúng là may mắn của đất nước mà. Dạ phải, thật không ngờ bị giam ở thành Tỏa Dương lại có nhiều hào kiệt xuất hiện như vậy. Đây đúng là hồng phúc trời ban. Ái Khanh nói rất là đúng, đám người trẻ này sau này sẽ là trụ cột của đất nước. Trẫm nhất định phải khen thưởng cho bọn họ. Hoàng thượng anh minh. Tiết Đình Sang, ngươi là người hay là ma? Ta dĩ nhiên không phải là ma, nhưng không lâu sau ngươi sẽ biến thành ma. Chạy đi đâu? Đừng đuổi theo. Sao không đuổi theo? Hoàng thượng và phụ thân còn bị giam ở trong thành, cứu giá, cứu cha quan trọng hơn. Đi ma. Thank you.
thánh chỉ tới. Các tướng tiếp chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Ngự liệt Tiết Đinh Sang có công to lớn, bây giờ hãy về soái phủ ngay, đoàn tụ với cha, khâm thử. Tạ chủ Long Ân. Cha! Cha! Tiết Đình Sang! Tại sao lúc nào ông trời cũng giúp cho ngươi mà lại không giúp ta vậy? Hàng Giang Quan. Duy! Trận chiến Thành Tỏa Dương là trận chiến quan trọng nhất của Nguyên Soái. Không biết thắng bại như thế nào, đúng là khiến cho người ta thật lo lắng mà. Tại sao thám tử vẫn còn chưa về vậy? Phụ thân, đừng nóng ruột, trong Thành Tỏa Dương không còn dũng tướng nữa. Hơn nữa, trong tay Nguyên Soái có hùng binh, chắc là có thể giành được phần thắng. Dạ phải, con nghĩ là hiện giờ chắc là cậu hoàng đế đã bị Nguyên Soái bắt giữ rồi. Mong là được như vậy. Theo lẽ thường mà nói, so sánh binh lực đôi bên, Nguyên Soái muốn thắng trận ở Thành Tỏa Dương có lẽ là không thành vấn đề. Tiểu thư đã hồi phủ. Cha, muội từ đâu về vậy? Thành Tỏa Dương. Tình hình chiến sự thế nào rồi? Toàn quân bị tiêu diệt. Muội nói ai toàn quân bị tiêu diệt? Dĩ nhiên là nguyên soái của bọn huynh rồi. Không lẽ là quân triều đình ta? Không lý nào như vậy, cô đang nói bậy. Cha, đây là sự thật chính mắt con nhìn thấy đó, cha không thể nào không tin được. Vậy nguyên soái đâu rồi? Suýt chút bị roi thần của Tiết Đinh Sang đánh chết, bị học máu tươi, bỏ chạy một mình rồi. Cha, có phải con đã giúp triều đình hay không vậy? Con không có. Thật ra cũng không cần con giúp. Nhị lộ nguyên soái của triều đình Tiết Đinh Sang, võ công cái thế, hai môn báo vật phi tiêu độc và phi đao của thư nguyên soái đều bị huynh ấy dễ dàng thu mất. Dưới tay huynh ấy có rất nhiều chiến tướng, ai cũng là cao thủ hiếm có. Thư Bửu Đồng không bại trận mới lạ đó. Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Thì cha. 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 Không phù hộ cho Tây Lương mà. Không phù hộ cho Tây Lương mà. Cha. 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 Người đắc đạo thì giúp, người vô đạo thì không giúp. Ông trời không giúp quân vô đạo đâu. Con cấm miệng cho ta. Nếu con còn nói ta sẽ giết con đó. Sư muội, sao muội không hiểu chuyện vậy? Trong lúc này mà còn chọc giận cha. Phàn Hổ à, mau điều động 5.000 binh mã cùng cha đi tiếp ứng nguyên soái. Phàn Long, cùng ở lại đây cho ta. Cha. Cha, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chuyện cấp bách bây giờ, cha hãy nhìn rõ tình hình, suy nghĩ rồi hãy làm nha cha. Chuyện của nam nhân, con đừng có xen vào. Hãy ngoan ngoãn về lại sơn cho ta. Nếu còn ở đây gây phiền phức, ta quyết không tha đâu. Cha. 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 Báo, báo cáo nguyên soái, Phàn tướng quân và hai vị quân sư đến rồi. Bái kiến nguyên soái. Phàn tướng quân miễn lễ. Tiếc là lão phu không giúp được cho nguyên soái, để nguyên soái sợ hãi rồi. Đây là tội rất lớn. Đây là ý trời mà, làm sao có thể trách tướng quân được? Mời nguyên soái đến Hàng Giang Quan dưỡng thương và nghỉ ngơi, như vậy có được không? Thắng bại là chuyện thường tình, nguyên soái không cần chán nản như vậy. Đúng vậy, chúng ta còn có thể gây dựng lại quyết một trận tử chiến với triều đình. Trăm vạn đại quân của ta đã mất hết rồi, lấy gì để gây dựng lại chứ? Nhưng vẫn còn chúng tôi mà. Phàn lão tướng quân,
với chút binh mã của tướng quân thì có tác dụng gì chứ? Hay là tướng quân hãy bảo vệ tốt hàng giang quan của mình đi thì hơn. Chả lẽ nguyên soái cam tâm thất bại hay sao? Ta thật sự không cam tâm. Vậy nguyên soái cần phải phấn chấn lên. Mọi người đang chờ nguyên soái đó. Nguyên soái, Bần đạo và thiền sư có một kế hoạch. Không biết là nguyên soái cảm thấy được hay không? Nói nghe thử coi. Lần này chúng ta thất bại, chủ yếu là bãi trong chuyện khinh địch. Không ngờ võ công của Tiết Đình Sang cao như vậy. Ngay cả pháp bảo của nguyên soái cũng bị hắn thu mất. Cho nên cả ba chúng ta trước tiên phải luyện cho được binh khí, sau đó mới xuống núi. Nguyên soái có thể tới Lân Bang mượn 100 vạn hùng binh, trở về so tài cao thấp với triều đình, chắc chắn sẽ giành được phần thắng. Nói hay lắm, ta nhất định phải về núi khổ luyện tuyệt kỹ, giành lại thành Tỏa Dương. Sau đó ta sẽ băm Tiết Đình Sang ra thành ngàn mảnh. Tối hôm đó, con hỏi trí giả bất hoặc là ý gì, hoặc tức là có ý lựa chọn. Đời người phải đối mặt với quá nhiều lựa chọn. Đây là điều rất đau khổ. Tại vì con không biết đâu là đúng, đâu là sai. Sợ mình lựa chọn sai, sẽ phải hối hận cả đời. Sư phụ, như vậy phải làm sao mới có lựa chọn chính xác đây? Chỉ có một vài người mới tránh được lựa chọn sai lầm. Loại người này chính là trí giả. Trí giả có lòng độ lượng, cũng có tầm nhìn xa, trong lòng có phán đoán, có định luật. Cho nên trong lúc họ lựa chọn, trong lòng tràn đầy sức mạnh, cao hơn người thường rất nhiều. Sư phụ tin rằng con sẽ trở thành trí giả. Đây là lời nói của Khổng Tử. Phía trước người còn có câu gọi là nhân giả bất ưu. Ý muốn nói trong muôn màu muôn vẻ của đời người, chỉ có loại người có bụng dạ nhân nghĩa thì mới có được lòng độ lượng. Như vậy sẽ không có quá nhiều phiền muộn và lo lắng. Phía sau người còn có một câu là dũng giả bất cụ. Ý muốn nói chỉ cần trong lòng con có đủ dũng cảm thì con sẽ có một sức mạnh tiến thẳng về phía trước. Như vậy sẽ không có phiền muộn và lo lắng. Sau này con sẽ trở thành một trụ cột của đất nước. Phải chú ý tu luyện nội tâm, phải làm được nhân, trí, dũng. Như vậy con mới là người vô địch, là người bách chiến bách thắng. Đồ Nhi hiểu rồi. Đồ Nhi tuyệt đối không phụ lòng mong mỏi của sư phụ.